chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 161 đuổi kịp. Kiều Ngô Đồng cuối cùng hai cái cũng chưa lựa chọn, mà lại trực tiếp một lần nữa nói một cái tân, ba người đều không có nghe qua chuyện xưa, mới đem ba cái tiểu gia hỏa trấn an xuống dưới. Chờ xác định ba cái tiểu gia hỏa ngủ rồi lúc sau, Kiều Ngô Đồng cảm thấy chính mình cả người đều mau tan giá giống nhau. Nằm nửa ngày, Kiều Ngô Đồng cuối cùng vẫn là lựa chọn nằm, tính, dù sao đồ vật có thể nhét vào trong không gian. Liền mị trong chốc lát, mị một lát liền lên đem đồ vật đều nhét vào trong không gian, chỉ cần không bị đương trường phát hiện, nàng đều còn có thể giảo biện. Cũng may tuy rằng không phải thật đáng tin cậy, nhưng Kiều Ngô Đồng vẫn là ở ba cái hài tử tỉnh lại phía trước, thừa dịp bên ngoài người không có phát hiện, chạy nhanh đem bên trong đồ vật miễn cưỡng thu thập một chút. Buổi sáng, rốt cuộc có thể thành công đi theo Hạ Khê thôn mọi người cùng nhau đi rồi. Nhìn đến Hạ Khê thôn người nhích người, Vân Thiều cũng ngồi không yên, hắn vội vàng tìm được Trình Nhược Lan, thúc giục nàng làm tương thành người đuổi kịp. Gấp cái gì a, à, ta này còn không có đem cái này đội ngũ khống chế trụ đâu. Không phải ngươi nói sao, không thể sốt ruột, ta phải có giá trị lợi dụng yên tâm đi, chờ ta hôm nay nghĩ cách bắt lấy lão la, này đội ngũ, chính là ta vật trong bàn tay. Trình Nhược Lan lúc này ngược lại không vội không vội lên, đối mặt có chút nôn nóng Vân Thiều, có vẻ phá lệ bình tĩnh. Ta! À, Vân Thiều như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ngày hôm qua mới vừa dùng để đối phó Trình Nhược Lan nói, lại ở hiện tại bị nàng dùng để đối phó chính mình. Ngươi xác định hiện tại không đuổi kịp. Nếu là ném các nàng tung tích, lần sau lại tìm được các nàng, liền không có dễ dàng như vậy khi không phải có ngươi sao ngươi không phải sẽ võ công sao hiện tại lập tức đuổi theo đi khẳng định sẽ không vứt ngươi mau đi đi ta này còn vội vàng đâu vân thiều như thế nào cũng không nghĩ tới bất quá là bởi vì kiều ngô đồng trước tiên chuẩn bị nhích người giữa hai bên quan hệ lập tức liền đổi lại đây cố tình vân thiều còn cần một chỗ tới an trí bị thương con khỉ yêu cầu một cái đội ngũ làm thân phận che giấu hắn thu hồi lúc trước đối trình nhược lan coi khinh thu liễm khởi phía trước nóng nảy Cả người đều bình tĩnh trở lại. "Hành, Trình Nhược Lan, ngươi hôm nay nói ta nhớ kỹ." Không nói gì thêm tàn những lời nói, hắn chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Trình Nhược Lan, nếu Trình Nhược Lan làm ra chuyện như vậy tới, kia hắn cũng không cần thiết đi nhắc nhở Trình Nhược Lan ngày hôm qua lại đây mấy cái hạ khê thôn người bên trong, nhưng có vài cái không phải tỉnh du chờ. Trình Nhược Lan muốn nhảy qua mấy người này được đến cái này đội ngũ khống chế quyền, nhưng không có đơn giản như vậy. Hạ khê thôn người đều là sớm đã thành thói quen lên đường người bất quá liền trong chốc lát thời gian, bọn họ người đã ở một km có hơn. May mắn Vân Thiều Kinh Công còn xem như lợi hại, thực mau liền đuổi theo bọn họ. Thủ tính lần này đã nhảy bén lên, không chỉ có phái người quét rớt đoàn người trên đường xe cẩu dấu vết, còn làm người cẩn thận quan sát chung quanh có hay không người xuất hiện. Rõ ràng chính là ở phòng bị có hay không người theo dõi, Vân Thiều bất đắc dĩ, chỉ có thể nương con đường hai bên che đậy vật, nỗ lực che giấu trụ chính mình, rất xa treo này nhóm người. Thế nào, không có phát hiện người khác đi. Kiều Ngô Đồng vẽ mặt khoan khoái đem ba cái tiểu gia hỏa đưa đến A Nguyên cùng A Lăng bên kia, cả người tinh thần đều hoạt bát lên. Trước mắt còn không có nhìn đến, không phát hiện cái gì. Thủ tính có chút không quá lý giải Kiều Ngô Đồng như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này câu, nhưng vẫn là thực mau đem chính mình biết đến tin tức nói ra. Vậy là tốt rồi. Kiều Ngô Đồng thở vào một hơi, ta còn lo lắng tương thành đám kia người đuổi theo đâu. Đến lúc đó nếu là chúng ta lại tìm được thứ gì, những người đó lại đây đoạt làm sao bây giờ huống chi lúc trước hồ đồ tể đoàn người chính là thủ tính bọn họ giải quyết tương thành bên kia người lại vô dụng cũng có mấy cái hồ đồ tể đám người tử trung đến lúc đó đột nhiên xuống tay kia cũng là khó lòng phòng bị một cái vân thiều đã thực phiền nhân này nếu là lại nhiều mấy cái thực sự quá mức phiền nhân phỏng chừng ở bên trong hồng đâu hồ đồ tể không có bên kia liền không có dẫn đầu phỏng chừng mấy cái có năng lực tranh phong người đều suy nghĩ biện pháp đâu thủ tính liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch tương thành đội ngũ trước mắt xuất hiện tình huống trong lòng âm thầm may mắn kiều ngô đồng mở miệng làm đi cái này thời cơ tương đối xảo diệu còn có từ chúng ta bên này đội ngũ đi những cái đó người ta xem bọn họ đi tương thành bên kia chẳng qua bọn họ đều không phải cái gì sống yên ổn chủ nhân sợ là muốn nương cơ hội này hảo hảo nháo thượng một hồi đâu thủ tính nói làm kiều ngô đồng chấn kinh rồi một chút không nghĩ tới liền một cái tiểu phá trong đội ngũ thế nhưng còn có thể nháo ra nhiều như vậy sự tình Bất quá loại tình huống này đối nàng có lợi, nàng cũng liền không có nói thêm cái gì. Đúng rồi, chúng ta đi cái này phương hướng, ngươi xác định sao? Kiều Ngô Đồng đã đem chính mình dùng mini hướng dẫn nghi họa ra tới đồ lấy ra tới cấp thủ tính nhìn. Có nàng trong tay kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình, hơn nữa trưởng quầy bên kia biết đến một ít đại khái đường nhỏ, thủ tính thực mau liền xác nhận hảo lúc sau lộ tuyến. Yên tâm đi, con đường này tuyệt đối không thành vấn đề, tin tưởng ta là được rồi bất quá ngươi cái này bản đồ là từ đâu được đến như thế nào như vậy kỹ càng tỉ mỉ chỉ sợ là này trong thôn người đều không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ bản đồ đi có lẽ là thói quen cho phép thủ tín ở nhìn đến bản đồ lúc sau phản ứng đầu tiên chính là cân nhắc như vậy tường tận bản đồ là cái nào người tài ba họa người này trong tay còn có hay không địa phương khác bản đồ đâu ngươi không phải nói không truy vấn lai lịch sao như thế nào hiện tại lại hỏi thượng ta sẽ không nói cho ngươi ngươi hết hy vọng đi Kiều Ngô Đồng không tiếng động mắt trợn trắng, nếu không phải lúc trước cái kia trưởng quầy vô dụng, vẫn luôn tìm không thấy chính xác phương hướng, Kiều Ngô Đồng sao có thể sẽ đem chính mình bản đồ lấy ra tới. Rõ ràng giảng hảo đừng hỏi, kết quả thủ tính lúc này liên tiếp đuổi theo hỏi, Kiều Ngô Đồng nếu là có lý do có thể giảng cho hắn nghe, kia không phải đã sớm bẻ xả đi lên sao. Vấn đề là không có A. Nhìn Kiều Ngô Đồng đều sắp dậm chân, thủ tính không có cách nào, chỉ có thể khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ, được rồi được rồi, Ta không hỏi còn không được sao? Ngươi đi về trước đi, ta lại nghiên cứu một chút này mấy chỗ bản đồ địa hình. Nga. Kiều Ngô Đồng lập tức chuồn mất, chính là ra tới lúc sau lại không biết chính mình muốn đi đâu. Mới vừa đem ba cái tiểu gia hỏa tiễn đi, Kiều Ngô Đồng tự nhiên cũng không nghĩ lúc này liền lộn trở lại đi xem tình huống. Những người khác bên kia, Kiều Ngô Đồng cũng không quá muốn đi, cuối cùng Kiều Ngô Đồng bất đắc dĩ về tới chính mình xe ngựa, cùng dọc theo đường đi gặp được người chào hỏi liền thượng nhà mình xe bò. Buổi sáng đi tương đối vội vàng, rất nhiều đồ vật đều là lung tung bày biện, còn có không ít đồ vật đều ở trong không gian. Nàng lúc này đơn giản bắt đầu thu thập khởi đồ vật tới, nỗ lực làm chính mình xe bò thoạt nhìn hơi chút thiếu như vậy một ít đồ vật, nhưng là lại giống như lương thực rất nhiều bộ dáng. Được rồi, không sai biệt lắm. Nhìn hợp quy tắc đổi mới hoàn toàn xe bò, kiều ngô đồng rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Kế tiếp, nên đi chuẩn bị cơm trưa, đem ba cái qua tiếp đã trở lại. Từ hôm nay trở đi, nàng phải hảo hảo cải tạo một chút này ba cái hài tử, cũng không thể lại bị bọn họ nắm cái mũi đi rồi. Chương 162 ngươi cho. Rằng chính là thật sự sao? Kiều Ngô đồng tưởng nhưng thật ra rất mỹ, nề hà bắt đầu giáo dục thời điểm, liền mắc kẹt. Bởi vì, ba cái hài tử đều nghe không hiểu nàng muốn biểu đạt cái gì. Tính, cứ như vậy đi. Đối với tam song ngây thơ ánh mắt, Kiều Ngô Đồng không biết sao lại thế này, ban đầu ý tưởng lại như thế nào cũng tiếp tục không nổi nữa. Đơn giản trực tiếp từ bỏ, vẫn là không cần đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở hài tử trên người hảo, làm cho bọn họ tự do sinh trưởng, chính mình chỉ cần thích hợp dẫn đường là được. Ba cái tiểu gia hỏa còn không biết chính mình tránh được một kiếp, nhiệt tình quấn lấy Kiều Ngô Đồng cùng nàng giảng thuật chính mình hôm nay làm sự tình, ngóng trông được đến Kiều Ngô Đồng khích lệ. Tuy rằng Long Phượng Thai cùng Kiều Ngô Đồng ở chung thời gian không dài, nhưng là bọn họ đã sớm nghe tiểu đoàn tử vơ sai rất nhiều lần, chính mình lại tiếp xúc một ngày, hoàn toàn bái phục ở kiều ngô đồng tay nghề cùng trong ốc ùng ùng không dứt chuyện xưa hạ. Chờ đến đem mấy cái hài tử an bài hảo lúc sau, kiều ngô đồng lúc này mới có thời gian mở ra đánh dấu hệ thống, tiếp tục đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đính hôn chuẩn bị, tam kim một bộ. Kiều ngô đồng, lạnh nhạt mặt, di gần nhất hệ thống thật sự có điểm không thức thời, cấp đều là thứ gì, ngày hôm qua cho cái điện ấm nước, tuy nói có thể ở không gian trong phòng sử dụng, nhưng là một ngày liền cho ngươi dùng cái một giờ, có cái cầu dùng. Hôm nay tốt xấu cấp chính là hoàng kim, chỉ là này chạy nạn thời gian, nàng này hoàng kim không nói có hay không địa phương dùng, liền nói lấy ra tới chỉ sợ cũng là trực tiếp cho đại gia gây tai họa. Sách, hệ thống ngươi đừng như vậy moi a, à, ngươi xem ta hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, cấp điểm cứu cấp đồ vật. Khi cái gì tiểu hoàng đang đại hoàng đang, nhiều thượng mấy cái ta cũng không chê kiều ngô đồng chẳng biết xấu hổ tìm hệ thống cò kè mặt cả đến nỗi mặt đó là cái gì chỉ cần có thể muốn tới đồ vật cho đại gia hỏa nhi lưu cái bảo đảm nàng không biết xấu hổ một chút cũng không có gì hệ thống nếu có thể trận trắng mắt sợ là kia xem thường muốn phiên đến bầu trời đi cái này ký chủ thật là cá mặn một cái mỗi ngày luôn muốn không làm mà hưởng nó lúc ấy vì cái gì lại chọn cái này ký chủ đâu không từ hệ thống bên kia được đến trả lời kiều ngô đồng cũng không tiếp tục dây dưa bắt đầu kiểm kê chính mình trong không gian đồ vật, nhìn xem có hay không cái gì có thể sử dụng thượng. Hắc tiểu nương tử đã lâu không thấy a, à, tưởng ta không. Bởi vì không yên tâm bên ngoài ba cái hài tử, kiều ngô đồng cũng không có tiếng không gian, mà là ở xe bò thượng dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần dùng tinh thần lực xem xét kho hàng bên trong đồ vật. Không từng tưởng thế nhưng nghe được vân thiều tên kia thanh âm, nàng đột nhiên mở hai mắt, liền nhìn đến vân thiều kia trương tuấn tú văn nhã mặt xuất hiện ở nàng trước mặt trên tay hắn cầm một cái chủy thủ chính đè ở Kiều Ngô Đồng yếu ớt cổ chỗ. Như thế nào, bị ta ra tới tạo hình khiếp sợ tới rồi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói những gì. Vân Thiều không từ Kiều Ngô Đồng trên mặt nhìn ra bi thống khiếp sợ thần sắc, có chút kinh ngạc Kiều Ngô Đồng định lực, bình yên ở Kiều Ngô Đồng bên người dựa ngồi xuống, trên tay chủy thủ lại vững vàng áp chế Kiều Ngô Đồng, không cho nàng có bất luận cái gì động tác. Kiều Ngô Đồng không biết bên ngoài thủ tính người là chuyện như thế nào, thế nhưng không có phòng trụ Vân Thiều ngoài miệng lại không chịu tha người không có gì hảo khiếp sợ ta đối với ngươi đuổi tới trơ trẽn ngươi một đại nam nhân lại luôn là nhìn chằm chằm chúng ta cô nhi quả phụ có phải hay không có điểm qua ai ngươi nói một chút ngươi luôn là dễ dàng như vậy sinh khí này trương xinh đẹp khuôn mặt đều thất sắc không ít ta cũng không có biện pháp a à, ai cho các ngươi ngay từ đầu chính là ta nhiệm vụ mục tiêu đâu vân thiều cười hì hì nói nếu là sớm biết rằng ngươi như vậy thú vị ta khẳng định muốn sớm một chút tiếp nhiệm vụ lại đây gặp ngươi a à. đừng nói này đó nhiều lời ngươi rốt cuộc muốn làm gì kiều ngô đồng định lực vẫn là không bằng vân thiều xem vân thiều ở bên kia xã đông xã tây liền có chút nhẫn nại không được trực tiếp mở miệng dò hỏi không nghĩ làm gì a à, bất quá là tưởng thỉnh các ngươi mẫu tử hai cái đi ta bên kia làm khách thôi thế nào chỉ cần hai người các ngươi ngoan ngoãn ta khẳng định sẽ không đối với các ngươi động thủ vân thiều nhướng mày trên tay chủy thủ lại ấn chết khẩn hoàn toàn không giống hắn trong giọng nói biểu hiện như vậy hiền lành vậy ngươi nhưng thật ra trước đem chủy thủ lấy ra a à? kiều ngô đồng phun tào nàng cổ bị ép tới mau xuất huyết được không ta này không phải sợ ngươi không thành thật sao chẳng lẽ ngươi đã quên trước vài lần ngươi là nhiều thương ta tâm vân thiều bị kiều ngô đồng phiên mấy cái xem thường lại một chút không có gì ngượng ngùng cảm giác hắn chính là rõ ràng kiều ngô đồng không phải cái gì nhu nhược tiểu nữ nhân phía trước vài lần đối hắn động thủ, tuy rằng cũng có hắn có tâm nhường nhịn, nhưng là nàng cái kia sức lực, cũng không phải là nhu nhược tiểu nữ nhân có thể có được. Ta bảo đảm, ta tuyệt đối không lộn xộn, được rồi đi. Mang theo ba cái ấu tể, nàng cho dù là lực lớn vô cùng kỹ năng tạp trong người, cũng làm bất quá một cái sẽ võ công A. À. Kiều Ngô Đồng còn không có như vậy không thức thời. Hành, ta liền miễn cưỡng tin tưởng ngươi một lần. Vân Thiều nhìn quét Kiều Ngô Đồng vài mắt, cuối cùng là tin tưởng nàng lời nói kiều ngô đồng ở hắn buông ra chính mình trong nháy mắt nương hoạt động thân thể cơ hội nhanh chóng clip mở tâm hữu linh tê kỹ năng nói cho a nguyên a lăng bên này tin tức làm cho bọn họ chạy nhanh đi tìm thủ nhân cùng thủ tín chính mình tắt tiếp tục kéo vân thiều không cho hắn phát hiện bên ngoài dị thường nói đi ngươi muốn ta như thế nào phối hợp ngươi kiều ngô đồng hoạt động xong thân thể nhìn về phía vân thiều một bộ nghe hắn an bài bộ dáng nhìn kiều ngô đồng như vậy thức thời vân thiều trong lòng rất là vừa lòng lại quét đến kiều ngô đồng trên người màu trắng đồ tan, tấm tắc có thanh nói, không nghĩ tới a, à, ngươi thật đúng là cấp kia lão thái bà mặc áo tan đâu. Ha ha ha, cười chết ta, ngươi không phải coi trọng nhất ngươi cái kia bảo bối nhi tử sao. Ngươi chính là coi trọng như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Người ngươi đều đã giết, hiện tại người đã chết ngươi còn không buông tha sao? Kiều Ngô Đồng vốn là tưởng kéo Vân Thiều, lại không nghĩ rằng Vân Thiều thế nhưng nhắc tới Mai Mẫu, trong giọng nói tràn đầy châm chọc mỉa mai ý tứ làm nàng khí lập tức mạo đi lên, lúc trước ý tưởng hoàn toàn bị lật đổ. Ta chính là muốn cho ngươi thanh tĩnh một chút. Ngươi cho rằng nàng đối với ngươi hảo đâu, thiết, đừng khôi hài. Ngươi cho rằng những cái đó chính là thật sự sao? Vân Thiều cười nhạo, đối Mai Mẫu kinh thường nhìn lại. Nghĩ đến Mai Mẫu lúc ấy liều mạng cũng muốn ngăn đón Vân Thiều không cho hắn mang đi tiểu đoàn tử, nghĩ đến Mai Mẫu sắp chết các loại khẩn cầu, kiều ngô đồng đầu chính là nóng lên. Căn bản không thể tưởng được cái gì kéo dài cái gì trước hết nghe hắn nói, tìm cơ hội linh tinh, trực tiếp liền đối với Vân Thiều vọt qua đi. Xe bò tuy rằng đã ngừng lại, nhưng là bên trong không gian vẫn là hữu hạn, Kiều Ngô Đồng cùng Vân Thiều khoảng cách vốn dĩ liền rất gần. Nàng thực mau liền vọt tới Vân Thiều trước mặt, ở Vân Thiều không thèm để ý trong ánh mắt đột nhiên phiên tay, đem từ không gian trung lấy ra Thụy Sĩ quân đao trực tiếp cắm vào ngực hắn. Đi tìm chết đi. Kiều Ngô Đồng nhìn đến chính mình thương tới rồi Vân Thiều, trong lòng khoái ý quả thực không thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Chương 163 Kiều Ngô Đồng, ngươi thực hảo. Đáng chết. Vân Thiều không nghĩ tới Kiều Ngô. Đồng thế nhưng có thể thương đến chính mình, hắn vừa mới rõ ràng nhìn, Kiều Ngô Đồng trên người là không có vũ khí, hiện tại cây đao này là từ đâu toát ra tới. Kiều Ngô Đồng mới không đi quản Vân Thiều ý tưởng, thừa dịp Vân Thiều bệnh, liền chuẩn bị muốn hắn mệnh. Rút ra thụy sĩ quân đao, liền chuẩn bị đối với Vân Thiều lại đến một đao đáng tiếc chính là vân thiều lúc này đã không phải lúc trước cái loại này không có phòng bị trạng thái thực mau liền đã nhận ra kiều ngô đồng động tác nhanh chóng né tránh mở ra hắn duỗi tay đoạt quá kiều ngô đồng trong tay thụy sĩ quân đao nhẹ nhàng đem kiều ngô đồng khống chế được kiều ngô đồng ngươi thực hảo thế nhưng có thể thương đến ta bất quá ngươi cho rằng ta còn sẽ cho ngươi lần thứ hai cơ hội sao nói xong vân thiều liền tìm chuẩn kiều ngô đồng trên người huyệt đạo nội lực nhẹ điểm kiều ngô đồng nháy mắt không thể động đậy đáng chết vân thiều ngươi làm cái gì ngươi mau thả ta ra kiều ngô đồng khí không được nỗ lực muốn cho thân thể của mình động lên vân thiều hừ lạnh một tiếng không có xem kiều ngô đồng cúi đầu xem xét chính mình thương thế thụy sĩ quân đao tuy rằng không phải rất dài nhưng là lưỡi đao lợi thực kiều ngô đồng sức lực cũng không phải giống nhau nữ nhân có thể so sánh khi đao thiếu chút nữa liền phải thọc xuyên thân thể hắn cũng may mắn hắn võ nghệ cao cường có nội bộ hộ thể lúc này dựa vào trong cơ thể nội lực trực tiếp làm miệng vết thương không hề tiếp tục đổ máu. Chỉ là miệng vết thương một chốc một lát rất khó khép lại, Vân Thiều trực tiếp ở xe bò bên trong tìm kiếm, tìm được kiều ngô đồng trong đó một kiện quần áo xé mở cho chính mình băng bó lên. Nhìn Vân Thiều lúc này ở vội vàng xử lý miệng vết thương, kiều ngô đồng chạy nhanh liên hệ A Nguyên A Lăng bên kia, xem xét bọn họ tình huống. Ngô đồng tỷ tỷ, ngươi đừng có gấp, chúng ta đã cùng thủ nhân ca ca nói, hắn thực mau liền tới đây. Còn có cái kia thủ tính thúc thúc, hắn cũng biết, Lúc này đang ở tìm người lại đây trên đường. A Nguyên cùng A Lăng tách ra đi tìm hai người, đem hai bên tin tức đều truyền tới, nghe được thủ nhân cùng thủ tính đã ở tới trên đường, Kiều Ngô đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cũng minh bạch nếu là chính mình không thể bám trụ Vân Thiều nói, sợ là Vân Thiều xử lý tốt miệng vết thương lúc sau, liền sẽ mang theo tiểu đoàn tử chạy nhanh rời đi. Nàng hiện tại có chút hối hận chính mình vừa mới quá mức xúc động, vội vàng nghĩ cách miêu bổ, Vân Thiều Ngươi vừa mới nói kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta nương rốt cuộc làm cái gì? Làm ngươi như vậy chướng mắt nàng. Không có a, à, không có chướng mắt, tương phản, ta thực cảm kích nàng đâu. Vân Thiều nghe được Kiều Ngô Đồng dò hỏi chuyện này, trên tay động tác hơi chút tạm dừng một chút, cười hì hì chuyển qua tới nhìn về phía Kiều Ngô Đồng, từng câu từng chữ tràn đầy nói, ngươi không biết sao? Ngươi bảo Bối Nhi Tử a à, chính là nàng, thân thủ đẩy đến ta trên tay đâu? Hắn một bên nói hai mắt không hề chớp mắt nhìn kiều ngô đồng biểu tình biến hóa tự hồ muốn nhìn đến kiều ngô đồng trên mặt thống khổ hối hận biểu tình chỉ là kiều ngô đồng lại không có như hắn mong muốn ngược lại là lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình ngươi đây là cái gì biểu tình ngươi chẳng lẽ không nên lộ ra thống hận thoải mái biểu tình sau đó cảm kích ta rốt cuộc giết một cái ngươi không thể tự mình động thủ người sao vân thiều nhìn đến kiều ngô đồng cái này biểu tình phi thường khó chịu sắc mặt cũng trở nên khó coi lên cảm kích phi đối với ngươi, đời này đều không thể sẽ có. Kiều Ngô Đồng Phi Vân Thiều một ngụm, nàng đi thời điểm, đã cùng ta xin lỗi, tuy rằng ta lúc ấy không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng ta lựa chọn tha thứ nàng. Tuy rằng chuyện này nàng làm sai, nhưng là người đã chết, ta cũng sẽ không tiếp tục đi rối rắm chuyện này. Nàng hiện tại tuy rằng Minh Bạch Mai Mẫu ngay lúc đó xin lỗi là vì cái gì, nhưng là Kiều Ngô Đồng cũng không nghĩ tới nhiều đi trách cứ Mai Mẫu. Ngay lúc đó tình huống, nàng tin tưởng ngay từ đầu mai mẫu là muốn hảo hảo bảo hộ tiểu đoàn tử chỉ là sau lại một mình đối mặt vân thiều thời điểm mai mẫu sợ muốn bảo vệ chính mình thân tôn tử cũng là nhân chi thường tình kiều ngô đồng cũng không nghĩ tiếp tục đuổi theo trách nghe được kiều ngô đồng nói vân thiều mặt trở nên càng thêm khó coi hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ đối kiều ngô đồng cảm xúc như vậy để ý nhưng là ở nghe được kiều ngô đồng chính miệng nói ra đời này đều sẽ không cảm kích hắn cũng lộ ra cái loại này thống hận bộ dáng vân thiều cảm giác chính mình nội tâm lửa giận hoàn toàn bị bật lửa sẽ không đối ta cảm kích đúng không kia hảo ngươi cùng cái này tiểu tể tử cũng liền không cần tiếp tục tồn tại vân thiều đôi tay xách ra long phượng thai cũng không thèm nhìn tới liền đem hai đứa nhỏ hướng xe bò phía dưới quăng ngã đi kiều ngô đồng nhìn đến tình huống này phát sinh khóe mắt muốn nứt ra điên cuồng ở trong lòng kêu gọi hệ thống hy vọng hệ thống có thể giúp chính mình vội giúp chính mình đem trên người giam cầm giải rớt làm cho nàng đi cứu người Đáng tiếc chính là, không biết hệ thống là đối loại năng lực này không có biện pháp, vẫn là không nghĩ phản ứng Kiều Ngô Đồng. Đối mặt Kiều Ngô Đồng điên cuồng kêu gọi, hệ thống không dao động. A Nguyên A Lăng, các ngươi ở nơi nào a, người có tới không a? Mau cứu người a. Long Phượng Thai bị cái này kẻ điên ném đến xe đi xuống. Kiều Ngô Đồng tại Tâm Hữu Linh Tê bên trong điên cuồng kêu gọi, hy vọng A Nguyên A Lăng kêu tới cứu binh có thể đuổi kịp, nhất định phải đem hai đứa nhỏ cứu tới a. Gần nhất cùng hai đứa nhỏ ở Trung Hảo một đoạn thời gian, Kiều Ngô Đồng cũng thích này hai cái hoạt bát hiếu động hài tử. Bọn họ tuy rằng không có tiểu đoàn tử như vậy thông minh, rất nhiều chuyện đều phải nàng giảng rất nhiều lần mới ngây thơ mờ mịt nhớ kỹ, nhưng là thật sự thực tri kỹ thực đáng yêu. Biết nàng vội, đều sẽ chính mình ngoan ngoãn tìm A Nguyên A Lăng chơi, biết nàng không thích quá mức ầm ĩ tiểu hài tử, ở bị nàng giáo dục lúc sau, liền sẽ không khóc nháo tìm nàng muốn này muốn nọ. Tuy rằng rất tưởng niệm cha mẹ còn có nải nải, nhưng đều sẽ chịu đựng trộm tìm cái không ai địa phương khóc không nghĩ làm nàng lo lắng tiểu hài tử hiểu chuyện đáng yêu lên quả thực chính là trên đời đáng yêu nhất manh vật làm kiều ngô đồng hoàn toàn chống cự không được lúc này vân thiều thế nhưng phát rồ đem hài tử từ trên xe bò trực tiếp ném xuống trời biết bên kia có thứ gì nếu là đem hai đứa nhỏ trực tiếp ném đến trên tảng đá đâu khi chẳng phải là mạng nhỏ cũng chưa kiều ngô đồng cũng không biết thời gian đi qua bao lâu nàng thậm chí không nghĩ mở to mắt mở ra lỗ tai nghe được bên ngoài bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Làm sao vậy, sợ hãi? Ha 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 ha, ngươi kiều ngô đồng thế nhưng cũng có sợ hãi thời điểm A. Vân thiều ác liệt tươi cười xuất hiện ở kiều ngô đồng bên tai, kiều ngô đồng phẫn nộ mở hai mắt, lại nhìn đến trong tay hắn sách long phượng thai, ở nàng trước mặt cười đến càng rỡ thực. Ngươi! Không có! Kiều ngô đồng không nghĩ tới vân thiều thế nhưng không có đem hai đứa nhỏ quăng ra ngoài, trên dưới đánh giá vài hạ, xác nhận chính mình ánh mắt không có ra vấn đề, lúc này mới lúng ta lúng túng hỏi ra khẩu. Ngươi cho rằng ta chính là như vậy phát rồ người. Vân Thiều thấy Kiều Ngô Đồng trên mặt xuất hiện nhận đồng, sắc mặt khó coi cực kỳ, đem hai cái oa oa khóc lớn hài tử sách đến ngoài cửa sổ, nếu ngươi như vậy cho rằng, ta đây liền thật sự làm cho ngươi xem, trở thành ngươi cho rằng người kia hảo. Không cần. Chương 164 Hạ Khê Thôn Người Kiên Trì Kiều Ngô Đồng căn bản không nghĩ tới Vân Thiều như vậy bệnh tâm thần, không hợp ý, trên tay còn ở qua hoa, hoa khóc lớn long phượng thai cũng đã bị hắn từ trên xe bò ném đi xuống. Ngươi! Bệnh tâm thần A! Kẻ điên! Kiều ngô đồng đôi mắt đều sắp trừng ra khuôn, gấp đến độ không được, ngươi mau cho ta đem huyệt đạo cởi bỏ. Vân Thiều không phản ứng nàng, ánh mắt nhìn chầm chầm bên ngoài chỗ nào đó, như thế nào, cứu đến hai cái tiểu tể tử liền suy nghĩ. Bên trong người, mặc kệ. Kiều ngô đồng nghe được hắn nói, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, nhưng thực mau liền minh bạch hắn nói chính là cái gì, Long Phượng Thai bị người cứu tới. Không chờ nàng thở vào nhẹ nhõm, liền nhìn đến thủ nhân ôm Long Phượng Thai xuất hiện ở nàng trước mắt. Thủ nhân cũng không có thượng xe bò, là vân thiều sốt lên màn xe, làm trong xe không thể nhúc nhích kiều ngô đồng thấy được sắc mặt trầm túc thủ nhân. Xem ngươi bộ dáng này, là cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được ta. Vân thiều nâng mi, cười nhạo, căn bản chướng mắt thủ nhân kia nếu là hơn nữa chúng ta đâu. Thủ tính mang theo hạ khê thôn người đột nhiên xuất hiện, bọn họ tự hồ lúc trước vẫn luôn đều ở, lúc này sáng lên cây đuốc, mới làm người phát hiện bọn họ tồn tại giống nhau. Hạ khê thôn các nữ nhân, đặc biệt là lúc trước phi thường mê luyến vân thiều người, ở nhìn đến hắn lúc này bộ dáng lúc sau, phi thường không thể tiếp thu, mỗi người đều dùng đau kịch liệt ánh mắt nhìn hắn. Vân thiều hoàn toàn không xử, làm lơ này đó ánh mắt, nhìn thẳng dẫn đầu thủ nhân thủ tính, các ngươi cảm thấy, liền dựa này những binh tôn tướng cua có thể ngăn lại ta. Là, chúng ta không có gì năng lực, chỉ sợ là ngăn không được ngươi, nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn ngươi mang đi ngô đồng. Hôm nay cái ngươi nếu muốn mang ngô đồng đi, liền trước vượt qua chúng ta thi thể. Thông trưởng giận dữ ra tiếng, đem vân thiều lực chú ý toàn bộ hấp dẫn qua đi. Đúng vậy, ngươi nếu muốn thương tổn ngô đồng, liền từ chúng ta thi thể thượng vượt qua đi. Sở hữu hạ khê thôn thôn dân đều đi theo thôn trưởng mặt sau cùng nhau thuộc lại. Vân Thiều bị này nhóm người kiên trì làm cho sợ ngây người, từ phía trước cái kia lão thái bà chết sống không chịu đem hài tử cho hắn, cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo hắn chân, không cho hắn mang đi hài tử. Hắn liền cảm thấy người này điên rồi, đầu óc đều không bình thường. Hiện tại, toàn bộ hạ khê thôn người đều biến thành dáng vẻ này, kiều ngô đồng nữ nhân này rốt cuộc có cái gì ma lực, thế nhưng có thể đem người biến thành như vậy. Khi hắn, mỗi lần nghĩ đến kiều ngô đồng đều sẽ bắt đầu trở nên không thích hợp lên, có phải hay không nữ nhân này đối hắn dùng thủ đoạn gì? Các ngươi cho rằng ta không dám giết các ngươi toàn bộ người sao? Vân Thiều sắc mặt nhăn nhó, bị uy hiếp cảm giác làm hắn tâm tình phi thường không tốt. Có bản lĩnh ngươi liền tới đây thử xem xem. Thủ nhân tính tình bạo, ở đem Long Phượng thai giao cho bên cạnh phụ nhân lúc sau, không có cố kỵ hắn hận không thể lập tức nhảy ra cùng Vân Thiều hảo hảo làm thượng một hồi. Vân Thiều lười đến cùng này nhóm người cãi nhau, Lắc mình liền chuẩn bị tiến vào xe bò đem Kiều Ngô Đồng cùng tiểu đoàn tử mang đi. Kiều Ngô Đồng không nghĩ tới Vân Thiều đột nhiên tiến vào, lúc trước, ở Vân Thiều cùng bên ngoài hạ khê thôn người cãi nhau thời điểm, Kiều Ngô Đồng liên hệ A Nguyên A Lăng, cùng bọn họ nói minh bạch xe bò mặt sau cơ quan, hai đứa nhỏ thừa dịp Vân Thiều lực chú ý bị hạ khê thôn những người khác hấp dẫn đi, đi tới xe bò bên cạnh, tay chân nhẹ nhàng mở ra xe bò cơ quan, từ phía sau thượng xe bò. Mau, các ngươi đem hiên bảo mang đi. Kiều Ngô Đồng không dám ra tiếng, chỉ là điên cuồng ở trong lòng dùng tâm hữu linh tê thúc dục A Nguyên A Lăng rời đi. Không được, Ngô Đồng tỷ tỷ, chúng ta không thể lưu ngươi một người ở chỗ này, cái kia Vân Thiều rất khó triền, ngươi một người lưu lại nơi này sẽ chịu khổ. A Nguyên A Lăng lại không chịu nghe Kiều Ngô Đồng, làm Kiều Ngô Đồng một người lưu lại nơi này, ba người đã xảy ra tranh chấp. Lại không nghĩ rằng Vân Thiều đột nhiên tiến vào, phát hiện A Nguyên A Lăng động tác. Không nghĩ tới, ta không chú ý thời điểm thế nhưng còn vào được hai chỉ lão thử. Vân Thiều hừ một tiếng, liền chuẩn bị hướng tới A Nguyên A Lăng công kích qua đi. A Nguyên cùng A Lăng liếc nhau, gật gật đầu, không cần ngôn ngữ, thậm chí không cần truyền âm, A Nguyên thấp người hướng phía trước, ngăn cản Vân Thiều động tác. A Lăng nhanh chóng sau này quay cùng, ông tiểu đoàn tử, từ nửa khai cơ quan bên kia, trực tiếp lăn xuống xe bò. Rời đi xe bò lúc sau, A Lăng liền cũng không quay đầu lại trở lại đám người giữa, ba lượng hạ liền từ Vân Thiều tầm mắt nội biến mất hảo A, không nghĩ tới vật nhỏ chạy còn rất nhanh. Vân Thiều nắm A Nguyên ít hầu, phẫn nộ nhìn về phía Kiều Ngô Đồng, không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi còn rất đại, lúc này, thế nhưng còn có nhiều như vậy người muốn bảo ngươi, thậm chí vì ngươi, mệnh đều từ bỏ. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Ta không có làm cái gì, ta chỉ là dùng thiệt tình đổi lấy người khác thiệt tình. Ngươi loại người này, đời này đều sẽ không có người như vậy đối với ngươi. Kiều Ngô Đồng Triều Vân Thiều Phi một ngụm, trong ánh mắt lửa giận hừng hực, lại lấy Vân Thiều không hề biện pháp. Vân Thiều còn muốn nói cái gì, lại cảm giác được phía sau lưng một trận đao phong truyền đến, hắn buông ra A Nguyên, nghiêng nghiêng né tránh mặt sau một kích. Thủ nhân thấy chính mình công kích không có thể hiệu quả, cũng không nhục chí, tiếp tục công kích tiếp theo đao. Hạ khê thôn người cũng ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, không chút nào sợ hãi đi tới, vọt tới hai người chiến đấu địa phương, tránh đi thủ nhân công kích, đem Vân Thiều vây lên, từng cái cũng không sợ chết, duỗi tay liền đi túng Vân Thiều cánh tay chân nhi, muốn dùng chiến thuật biển người vây khốn Vân Thiều. Sợ thương đến người, thủ nhân sớm liền thu hồi chính mình lưỡi đao, gia nhập vây khốn Vân Thiều công kích bên trong. Vân Thiều đã nhớ không rõ chính mình ném ra bao nhiêu người tay, tránh đi này nhóm người công kích, cả người trở nên phi thường chật vật. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một đám căn bản không có võ công người, thế nhưng có thể đem hắn bức thành như vậy. Các ngươi không cần lại duỗi tay, bằng không, ta thật sự muốn mở ra sát giới vân thiều vẫn khởi nội lực từ trong đám người lắc mình ra tới thân hình chật vật đứng ở xe bò xe đỉnh nhìn hạ khê thôn này nhóm người trong mắt tràn đầy khó hiểu chúng ta không sợ chết có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta a à? dù sao ngươi đừng nghĩ từ chúng ta trong tay đem người mang đi hạ khê thôn người thấy bọn họ như vậy thật sự ngăn cản vân thiều từng cái khí thế dân trào kêu gào lên vân thiều bị nghẹn không được tuy nói hiện tại là đặc thù thời kỳ nhưng là hắn nếu là lập tức giết nhiều người như vậy vẫn là sẽ bị truy ra, hắn không nghĩ làm phiền quái tìm được chính mình. Tính, tả hữu nhảy ranh kia đã bị người cứu đi, ta hôm nay liền tính đem kiều ngô đồng mang đi cũng vô dụng, này đàn kẻ điên lúc này cũng đủ đồng tâm hiệp lực, ta cũng không tin về sau còn có thể như vậy. Vân Thiều ở trong lòng cho chính mình tìm cái lấy cớ, cũng liền không ở kiên trì, hậm hực rời đi. Nhìn đến bọn họ thật sự đem Vân Thiều cấp bước đi rồi, hạ khê thôn người cao hứng không được, cho nhau ôm ăn mừng lên thủ nhân cũng qua đi đem kiều ngô đồng trên người huyệt đạo cởi bỏ, thôn trưởng đi đến kiều ngô đồng trước mặt, hốc mắt trưng trưng, ngô đồng A, à, ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Ngươi yên tâm, về sau có chúng ta ở, tuyệt đối sẽ không làm vân thiều cái kia cẩu tặc bắt ngươi đi. Kiều ngô đồng nhìn hạ khê thôn này nhóm người, trong lòng cảm động, cảm ơn, cảm ơn thôn trưởng, cảm ơn đại gia. Chương 165 cái này đội ngũ, ta muốn. Nói thật, Kiều Ngô Đồng thật sự không nghĩ tới, Hạ Khê Thôn dư lại tới nhiều người như vậy, thế nhưng có thể sử dụng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức nghĩ cách đem. Nàng lưu lại. Vân Thiều hung tàn trình độ, mọi người trong lòng đều là hiểu rõ. Nếu không phải bọn họ liều mạng không cần, cái loại này liều chết cũng muốn đem Vân Thiều lưu lại hung tàn đem Vân Thiều dọa đi rồi, lần này sự tình thật đúng là không hảo giải quyết. Kiều Ngô Đồng bên này ở không ngừng cảm tạ mỗi một cái hỗ trợ Hạ Khê Thôn thôn dân, tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu đoàn tử còn có long phượng thai cũng khóc chích chích chạy tới ông kiều ngô đồng chân chết sống không chịu rải khai không khí hòa thuận vui vẻ mặt khác một bên tương thành đội ngũ không khí liền không có tốt như vậy trình nhược lan giống như một con cá nóc giống nhau tức giận nhìn đối diện chính mình thu lưu hạ khê thôn các thôn dân lúc ấy ta thu lưu các ngươi thời điểm các ngươi nói thật tốt nghe còn nói phải hảo hảo báo đáp ta các ngươi chính là như vậy báo đáp ta sao lại đây cùng ta đoạt đội trưởng vị trí hai nha, như Lan Tỷ, ngươi xem ngươi lời này nói, chúng ta như thế nào không phải tới giúp ngươi đâu. Trong đội sự tình quá phiền toái, chúng ta cho ngươi xử lý tốt, ngươi không phải không cần chịu cái này phiền toái sao? Cùng Trình Nhược Lan nói chuyện, là Hạ Khê Thôn mạnh mẽ, hắn là thiếm nhi tử, lúc này nhảy ra tranh đoạt đội trưởng tên tuổi, cũng là thiếm khuyến khích. Cũng không phải là, như Lan, ngươi nhìn xem ngươi, nói như thế nào đều là cái nữ, này muốn dẫn dắt một cái đội ngũ đâu, ngươi còn phải phải có cái nam nhân bằng không đi ra ngoài cùng các đội ngũ nói chuyện khi đều không hảo cùng người giao lưu đúng không người còn muốn hỏi đâu như thế nào các ngươi đội ngũ đầu lĩnh là cái nữ a khi đại gia hỏa thể diện hướng nơi nào gác thím làm mạnh mẽ lão nương tự nhiên là cái thứ nhất nhảy ra chi viện chính mình nhi tử mặt khác hạ khê thôn thôn dân tuy rằng không phục mạnh mẽ phải bị đề cử ra tới dẫn đầu nhưng là bọn họ cũng biết chính mình không có cái kia năng lực bởi vậy cũng đều ở phía sau hát đệm mặt khác tương thành người có không ít người nghe được thím nói phía trước có chút do dự người đều thay đổi thái độ yên lặng đứng ở mạnh mẽ phía sau cho thấy chính mình thái độ các ngươi các ngươi hảo qua trình nhược lan một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không nhổ ra nàng trả giá nhiều ít mới làm đám kia người đồng ý chính mình đương dẫn đầu không nghĩ tới trước hết nhảy ra cùng chính mình làm trái lại thế nhưng là nàng hảo tâm thu vào tới hạ khê thôn người hơn nữa bọn họ còn thành công mang trực không ít tương thành người ý tưởng làm đám kia người đầu hướng về phía bọn họ mạnh mẽ nhìn không ít người đứng ở chính mình phía sau trên mặt tự đắc đều sắp tràn ra tới hắn nghĩ kiều ngô đồng trước kia nói chuyện bộ dáng cao giọng nói mọi người nghe ta một câu ta muốn tuyển cái dẫn đầu kia khẳng định là hy vọng người này có thể dẫn dắt chúng ta chạy nạn thành công quá thượng hảo nhật tử ta này khác không nói trong tay chính là có một cái bảo bối có thể làm mọi người tại đây nạn hạn hán nhật tử cũng có sạch sẽ nước uống cái gì ngươi nói chính là thật sự. Hắn những lời này vừa ra tới, tương thành người lập tức kích động lên, không ít lúc trước đã đáp ứng rồi trình nhược lan người cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía mạnh mẽ, muốn nhìn một chút hắn nói bảo bối là thứ gì. Mạnh mẽ đắc ý vào giạc đem chính mình thừa dịp thôn trưởng bọn họ không chú ý thời điểm, trộm lấy lọc trang bị triển lãm ra tới, xem, chính là cái này bảo bối, các ngươi đừng nhìn cái này bình phổ phổ thông thông, nhưng là nó có thể đem nước bẩn nước bẩn cái kia gì, lọc một chút, trực tiếp biến thành nước trong thứ này ngươi nói lợi hại không được a à, ngươi đến cho chúng ta thử một chút làm chúng ta nhìn xem có phải hay không có ngươi nói như vậy thần kỳ chính là chính là tương thành người ở bên kia ồn ào làm mạnh mẽ biểu thị một chút mạnh mẽ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía nhà mình lão nương hắn căn bản liền không biết như thế nào thao tác mỗi lần đi qua lựu thủy thời điểm đều là nhà mình lão nương quá khứ thím tiếp thu tới rồi hắn cầu cứu ánh mắt lập tức nhảy ra này có cái gì khó hiện tại liền cho các ngươi biểu thị một chút hảo bất quá này thủy được các ngươi ra a à, cũng cho các ngươi biết một chút chúng ta nhưng không có làm bộ hảo 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 ta vậy có một chậu phía trước nước bẩn đâu vốn dĩ chuẩn bị phóng một phóng cấp suất vật ăn ta lập tức cho ngươi đoan lại đây bởi vì có hạ khê thôn người nhắc nhở tương thành người vẫn là đánh không ít thủy trở về mạnh mẽ yêu cầu này nói ra lập tức liền có người tích cực hưởng ứng người này rất là vội vàng cũng mặc kệ mạnh mẽ phản ứng Tung tăng chạy về đi, đem kia một chậu nước bẩn bưng tới. Mạnh mẽ nhìn về phía Thiếm, Thiếm cương mặt đem kia bồn thủy tiếp nhận tới, nỗ lực hồi tưởng lúc trước Kiều Ngô Đồng thao tác, đem kia bồn thủy đảo vào trang bị bên trong. Thế nào, biến nước trong không có, đưa nước lại đây tương thành người gấp đến độ không được. Tiến đến cái kia bình gốm bên kia cẩn thận nhìn, gì cấp a, này không được chờ một lát sao? Thiếm cũng không biết chính mình thao tác đúng hay không, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đúng lý hợp tình dỗi người khác đối phương cũng không tức giận, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may thứ này cũng không cô phụ bọn họ chờ mong, thực mau liền từ ra thủy khẩu bên kia ra tới nước trong. Ra tới ra tới, thật sự có nước trong ra tới. Cái kia tương thành người so mạnh mẽ bọn họ còn muốn kích động, nhìn đến nước trong ra tới trong nháy mắt, liền lớn tiếng ồn ào lên. Mặt khác tương thành người cũng ngồi không yên, sôi nổi thò qua tới xem xét tình huống, nhìn thấy kia đồ vật quả nhiên cùng mạnh mẽ lúc trước nói giống nhau, đem nước bẩn biến thành nước trong, từng cái cũng không bình tĩnh lên chuyện này thế nhưng là thật sự trên đời này thế nhưng còn có như vậy thần kỳ đồ vật ta xem nên làm mạnh mẽ đương chúng ta dẫn đầu hắn là nam nhân còn như vậy có bản lĩnh chúng ta nên nghe hắn không ít tương thành người ở nhìn đến cái này tình huống lúc sau không chút do dự chuyển đầu mạnh mẽ trình nhược lan khí chất khiếp, nhưng là ở đối mặt những người khác dò hỏi ánh mắt khi cũng chỉ có thể tránh đi nàng là thật sự không có lợi hại như vậy đồ vật a à đáng chết, sớm biết rằng lúc trước nên làm Vân Thiều từ Kiều Ngô Đồng bên kia trộn lấy điểm đồ vật trở về. Nhìn đến Trình Nhược Lan không có gì tỏ vẻ, những người khác cũng liền không chút do dự vứt bỏ Trình Nhược Lan, liền ở bọn họ ồn ào muốn cho mạnh mẽ náo nhiệt một chút thời điểm, mặt âm trầm Vân Thiều che lại miệng vết thương lại đây. Cái này đội ngũ, ta muốn. Các ngươi không có ý kiến đi. Vân Thiều âm trầm thanh âm truyền tới, làm sở hữu nghe được người đều trong lòng chợt lạnh tương thành những người khác nhiều ít nhận thức vân thiều gương mặt này tuy rằng không quá quen thuộc nhưng là biết là chính mình trong đội ngũ người đảo cũng không nói gì thêm ngược lại là mạnh mẽ mắt thấy nấu chính việc muốn rơi xuống chính mình trong chén lại có người nhảy ra tưởng bắt gọn khí không được người ai a à, nơi nào toát ra tới dám đoạt tiểu gia đồ vật tiểu gia người tính cái nào trên mặt bài nhân vật dám ở ta trước mặt xưng gia vân thiều mặt mày một lăng trong tay chủy thủ tung bay nội khí kích động, chủy thủ ổn chuẩn tàn nhẫn chui vào mạnh mẽ tâm qua. Chương 166 Hòa Ly Muốn đánh giặc Vân Thiều động tác mau thực chuẩn, những người khác căn bản là không có chú ý tới, chờ nhìn đến thời điểm, mạnh mẽ đã ôm ngực ngã trên mặt đất. Hắn thân thể chung quanh đã bị một mảnh huyết sắc nhụn dần, trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Vân Thiều, chết không nhắm mắt. Mạnh mẽ, mạnh mẽ. Thiếm bổ nhào vào mạnh mẽ trên người hảo một trận xô đẩy, hy vọng mạnh mẽ có thể từ trên mặt đất nhảy dựng. Lên, kêu nàng một tiếng mẫu thân. A a a a, ta liều mạng với ngươi. Ngươi vì cái gì muốn giết ta nhi tử? Thím thấy mạnh mẽ hoàn toàn bất động, cả người cũng hỏng mất, từ trên mặt đất nhảy lên, đối với Vân Thiều chính là một đống đấm. Vân Thiều một phen liền đem nàng đẩy ra, đi đến mạnh mẽ bên người, đem hắn ngực thượng chủy thủ rút ra, lạnh mặt nhìn về phía những người khác, thế nào, còn có những người khác không đồng ý sao? ta có thể đưa các ngươi qua đi cùng hắn đoàn tụ. Những người khác im như ve sầu mùa đông, sôi nổi lui về phía sau một bước, ngươi xem ta, ta xem ngươi, một câu phản đối nói cũng không dám nói. Thực hảo, xem ra các ngươi đều không có ý kiến gì, ta đây hiện tại chính là các ngươi cái này đội ngũ đội trưởng đúng không, về sau nhớ kỹ lời nói của ta. Con người của ta tương đối lười, đồng dạng lời nói không nghĩ nói lần thứ hai. Vân Thiều từ trong túi móc ra khăn tay, đem trong tay chủy thủ trà lau sạch sẽ, lúc này mới đem chủy thủ thu hồi tới. Đối lập những người khác sợ hãi, Trình Nhược Lan sắc mặt tắt đẹp rất nhiều, so sánh đội ngũ rơi xuống mạnh mẽ trong tay, nàng thà rằng bị Vân Thiều nắm giữ ở trong tay. Vân Thiều, ngươi lại đây, ngươi đương lão đại chúng ta đều là đồng ý, đúng không? Trình Nhược Lan nói âm vừa ra, những người khác sôi nổi gật đầu, ai đều không nghĩ đương cái thứ hai bị chém chết người. Thực hảo, vậy các ngươi hiện tại trở về thu thập đồ vật, cùng ta cùng đi truy hạ khê thôn người. Vân Thiều xem tất cả mọi người thực thức thời, vừa lòng gật gật đầu, cấp mọi người an bài hảo sự tình lúc sau liền đi tìm khỉ ốm. Lúc này khỉ ốm nhìn qua đã so với phía trước mới vừa cứu trở về tới khá hơn nhiều, hắn nhìn đến Vân Thiều che lại miệng vết thương trở về, vội vàng nôn nóng dò hỏi, lão đại, ngươi làm sao vậy? Bị thương sao? Ta không có việc gì, vừa mới đã dùng nội lực phong bế miệng vết thương, tạm thời sẽ không tiếp tục đổ máu. Vân Thiều nhíu nhíu mày, nghĩ đến lúc trước nhìn đến Kiều Ngô Đồng động tác, cẩn thận hồi ức kiều ngô đồng người này trên người bí ẩn càng ngày càng nhiều nàng quá kỳ quái ngài thương là nàng làm ra tới không được ta muốn đi lộng chết nàng khỉ ốm nghe được vân thiều mặt sau lầm bầm lầu bầu cả người đều phải nhảy dựng lên hận không thể lập tức nhảy đến kiều ngô đồng trước mặt lộng chết kiều ngô đồng đừng đi vân thiều vội vàng ngăn lại khỉ ốm nàng rất kỳ quái có thể nói là có điểm quỷ dị hắn không biết như thế nào giải thích hôm nay gặp được sự tình chủ yếu hắn cũng không có xác nhận kiều ngô đồng trên người có phải hay không không có vũ khí, chỉ là mơ hồ nhìn thoáng qua. Tuy rằng không biết Vân Thiều tưởng biểu đạt ý tứ, nhưng là khỉ ốm hết thảy đều nghe hắn, cũng liền lưu lại chiếu cố hắn, từ bỏ đi ra ngoài tìm kiều ngô đồng đen đuổi ý tưởng. Bởi vì Vân Thiều thương còn tương đối trọng, khỉ ốm sợ bên ngoài những người khác biết Vân Thiều bị thương nặng lúc sau tưởng phản kháng, bởi vậy vẫn luôn canh giữ ở Vân Thiều bên người, giúp hắn chữa thương ngàn dặm ở ngoài mai sơ vũ lúc này cũng thu được kiều ngô đồng gửi lại đây tin tuy rằng không biết tin thượng viết cái gì nhưng thủ tính bên kia rất ít rất dây xích chẳng lẽ là ra cái gì đại sự như vậy nghĩ mai sơ vũ tìm cái lấy cớ cùng những người khác tách ra lấy ra thư tín mở ra nhìn lên chờ đến toàn bộ xem xong mai sơ vũ cả người đều choáng váng hòa ly mai sơ vũ như thế nào cũng không nghĩ tới này hai chữ thế nhưng sẽ là kiều ngô đồng trước nói ra cẩn thận hồi tưởng phía trước cùng kiều ngô đồng tiếp xúc hình ảnh mai sơ vũ lúc này mới cảm giác được hắn gặp được kiều ngô đồng cùng những người khác trong miệng kiều ngô đồng tựa hồ không quá giống nhau có ý tứ chỉ là ngươi nói ra ta liền nhất định phải đồng ý sao mai sơ vũ cười nhạo hắn vẫn luôn là cái loại này tương đối ngoan cố người người khác cảm thấy hắn không được hắn liền nhất định phải chứng minh cấp những người khác xem làm cho bọn họ biết hắn chính là lợi hại những người khác nhất định phải làm hắn làm sự tình hắn cũng sẽ lựa chọn một chút, xem tâm tình của mình tới. Nghĩ, Mai Sơ Vũ đi tới chính mình căn cứ bí mật, xoát xoát viết một phong thơ, nhét vào đã ăn uống no đủ bồ câu đưa tin trên chân. Ngoan, vất vả ngươi, đem ta ý tứ truyền đạt trở về đi. Nhìn đến bồ câu đưa tin dương cánh bay cao, hơn nữa không có bị người chung quanh phát hiện, an toàn rời đi, Mai Sơ Vũ lúc này mới tâm sự nặng nề về tới chính mình trong đại trướng mặt. Mai Sơ Vũ, ngươi vừa mới đi nơi nào, phía trước đội trưởng giống như lại đây tìm ngươi một cái cùng mai sơ vũ giao hảo tiểu binh nhìn đến mai sơ vũ tiến vào vội vàng thông tri hắn ta đã biết ta lập tức liền qua đi mai sơ vũ cũng không nghĩ tới như vậy tất chính mình bất quá liền rời đi một chút liền đụng tới đội trưởng lại đây tuần tra đến chạy nhanh tưởng cái thích hợp lấy cớ đem đội trưởng ứng phó qua đi đội trưởng ngài tìm ta đi rồi một đường mai sơ vũ cũng nghĩ kỹ rồi ứng phó biện pháp nhìn đến đội trưởng thời điểm một chút cũng không chột dạ. "Ân, tìm ngươi có chút việc." Đội trưởng nhìn đến Mai Sơ Vũ lại đây, vội vàng làm hắn ngồi xuống, "Là cái dạng này, phía trước không phải cho rằng ngươi đã chết sao, cho nên cho các ngươi gia bên kia truyền tin người chết đi qua, ngươi lúc trước chiến tích cũng cho ngươi nhớ thượng, quá đoạn thời gian hẳn là có thể cho ngươi nhắc tới đội trưởng vị trí thượng. Cho nên có một số việc, ta cảm thấy vẫn là muốn trước tiên nói cho ngươi một chút tương đối hảo." Mai Sơ Vũ không nghĩ tới đội trưởng lần này lại đây thế nhưng là nói cho hắn chuyện này, tinh thần cũng nhắc lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng bị hắn xem có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, là cái dạng này, tiền tuyến bên kia truyền đến tin tức, nói là phát hiện mang tộc bên kia có điều động tĩnh. Có thể là thu được chúng ta bên này ra điểm cái gì vấn đề, muốn lại đây chiếm tiện nghi tới. Chúng ta quá đoạn thời gian, khả năng muốn xuất phát, chuẩn bị đi tiền tuyến. Đó chính là nói, chúng ta muốn thượng chiến trường muốn bắt đầu đánh giặc mai sơ vũ một chút không cảm thấy sợ hãi ngược lại còn kích động lên lúc trước bất quá là một cái tiểu chiến dịch hắn lập công là có thể lên làm đội trưởng hiện tại là muốn cùng mang tộc chính thức khai chiến hắn tin tưởng chính mình khẳng định có thể lập hạ công lao chỉ cần hắn có thể khống chế quân quyền lại lần nữa quan minh chính đại đứng ở hoàng đế trước mặt hắn nhất định phải tìm ra năm đó chân tướng còn tỉ tỉ một cái công đạo còn có tiểu hiên nhi đứa bé kia cũng nên được đến thuộc về đồ vật của hắn mai sơ vũ mai sơ vũ ngươi làm gì đâu đang nghe sao ta vừa mới nói chuyện ngươi nghe được sao đội trưởng xem chính mình nói chuyện nửa ngày mai sơ vũ đều không có phản ứng vội vàng đẩy đẩy hắn cuối cùng là đem lâm vào trầm tư trung mai sơ vũ cấp đánh thức ở ở ở liền hảo ta còn sợ ngươi là bởi vì nghe được muốn đánh giặc chuyện này cấp dọa tới rồi đâu được rồi sự tình ta cũng nói cho ngươi ngươi đi về trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuyện này đừng loạn truyền, làm những cái đó lính dày dạn đã biết, sợ là không ít người đánh đương đào binh ý niệm. Ngươi đây cũng là quay đầu lại liền phải đề lên đây, ta mới trước tiên nói cho ngươi. Chương 167A, cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi. Là là là, ta đã biết, ngài yên tâm đi. Vì phòng ngừa đội trưởng tiếp tục dông dài đi xuống, Mai Sơ Vũ chạy nhanh đánh gãy hắn nói, liền kém không chỉ thiên thề chính mình tuyệt đối sẽ không đem như vậy chuyện quan trọng tùy tiện nói ra đi đội trưởng lúc này mới buông tha hắn làm hắn đi trở về mai sơ vũ một bên may mắn chính mình cuối cùng đào thoát lãm nhảm chế tài một bên buồn bực chính mình trăm cây ngàn đắng chuẩn bị tốt lấy cớ cũng vô dụng thường sao đội trưởng tìm ngươi rốt cuộc chuyện gì trở về lôi kéo cái mặt làm gì a à? bị mắng mai sơ vũ cùng ở tiểu binh có chút kỳ quái nhìn mai sơ vũ không hiểu được hắn thao tác vừa mới quá khứ thời điểm không phải sắc mặt còn hành sao như thế nào trở về cứ như vậy không có gì sự tình chính là đội trưởng hỏi ta làm gì đi hắn lời nói là thật sự nhiều a à. mai sơ vũ bình tĩnh đem đề tài xóa qua đi nhịn không được cảm thán một tiếng cũng không phải là ngươi không biết khi đội trưởng mỗi lần đem người kêu lên đi huấn nửa canh giờ khởi bước ngươi hôm nay xem như sớm cái này đề tài rõ ràng hấp dẫn cùng phòng những người khác hứng thú sôi nổi ghé vào cùng nhau bắt đầu phun tào đội trưởng lãm nhảm. Mai sơ vũ thấy không ai chú ý chính mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui ra phía sau một bước, trở lại chính mình giường đệm bên kia tiếp tục suy tư Kiều Ngô Đồng nói những lời này đó. Kiều Ngô Đồng căn bản không biết chính mình một phong thơ mang cho Mai Sơ Vũ như vậy nhiều ý tưởng, nàng lúc này chính đau đầu đâu. Ta tưởng chơi thẩm thẩm, ta cũng tưởng chơi sao. Thẩm thẩm, chơi. Mẫu thân. Tam song ngập nước mắt to nhìn về phía Kiều Ngô Đồng, thường thường còn hoãn một chút mấy cái hài tử bán manh làm kiều ngô đồng có chút không biết nên cầm trong tay món đồ chơi đưa cho ai tương đối thích hợp sự tình là cái dạng này lúc trước ba con tiểu đoàn tử cuối cùng điều tiết hảo chính mình cảm xúc chạy tới a nguyên a lăng bên kia tìm mấy cái đại ca ca cùng nhau chơi kiều ngô đồng xem trong xe không ai liền bắt đầu đánh dấu hôm nay vội thực cũng chưa thời gian đánh dấu ngày hôm qua thiên đánh dấu đồ vật cũng chưa tới kịp xem đâu chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công đạt được khối vuông cơ một bộ khối vuông cơ là cái gì ngày hôm qua đánh dấu được đến hình như là heo cốt mì sợi năm liền bao sách hiện tại dùng thủy như vậy khẩn trương như thế nào nấu a à? kiều ngô đồng một bên phun tàu một bên đem hôm nay đánh dấu được đến khối vuông cơ lấy ra xem xét này khối vuông cơ lấy ra lúc sau nguyên bản tươi đẹp nhan sắc lập tức biến thành một khối bộ dáng trung gian có cái tiểu màn hình mở ra lúc sau có thể chơi mấy cái trò chơi nhỏ tỉ như nói game xếp hình tetris a tham ăn xà a à, đẩy cái rương linh tinh này còn không phải là cái kia gì máy chơi game sao như thế nào kêu khối vuông cơ kiều ngô đồng tuy rằng có chút không hiểu nhưng không ảnh hưởng nàng thí chơi một phen như thế nào cũng không nghĩ tới a à, này trò chơi nhỏ thoạt nhìn không ra sao nhưng là chơi lên nghiện a à. đặc biệt là kiều ngô đồng đã thật lâu không có tiếp xúc đến như vậy hiện đại hóa giải trí hạng mục trong khoảng thời gian ngắn liền không có nhận thấy được ba cái tiểu gia hỏa đã đã trở lại chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, ba cái tiểu gia hỏa đã ghé vào nàng bên cạnh, xem nàng chơi vài cục, còn không dừng ở bên kia phát biểu chính mình ý kiến. Ta cảm thấy cái kia xà xà hảo chơi. Mới không phải đâu, cái kia khối vuông khối hảo chơi. Mẫu thân, lại chơi một chút cái kia đẩy cái rương sao, cái kia hảo hảo chơi. Ba cái tiểu gia hỏa đều có chính mình yêu thích, hơn nữa ai đều khuyên bất động ai, sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía kiều ngô đồng kiều ngô đồng nơi nào không biết này ba cái tiểu gia hỏa ý tứ vội vàng đem trong tay máy chơi game phiên mạch ai nha không chơi không chơi mẫu thân vừa mới chính là mệt mỏi nghỉ ngơi một lát hiện tại muốn đi làm việc sau đó liền đã xảy ra mặt trên một màn ba cái tiểu gia hỏa bắt đầu từng người bán manh muốn cướp được máy chơi game thuộc sở hữu quyền đối mặt này tam song sáng quắt ánh mắt kiều ngô đồng thật sự là không đành lòng đưa bọn họ đẩy ra đem máy chơi game giấu đi a à. đặc biệt là tiểu đoàn tử hiểu chuyện tiểu đoàn tử làm nũng lên tới vẫn là như vậy làm người cự tuyệt không được. Nhìn đến tiểu đoàn tử làm nũng, Kiều Ngô Đồng cảm giác chính mình cả người đều ở thét chói tai. A a a a, cho ngươi cho ngươi đều cho ngươi. Ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Dù sao, cái này tin, hẳn là cũng căng không được bao lâu, mấy cái hài tử, hẳn là trầm mê không được đi. Ông ý nghĩ như vậy, Kiều Ngô Đồng ở ba cái hài tử chờ mong trong ánh mắt đem máy chơi game đưa cho bọn họ bất quá ở bọn họ nhận được tay phía trước kiều ngô đồng lại dặn dò nói đồ vật có thể cho các ngươi chơi nhưng là các ngươi muốn chính bình thương lượng hảo mỗi người chơi bao lâu không thể chơi xấu không thể khi dễ người khác đã biết sao nếu là làm ta phát hiện các ngươi chơi xấu không tuân thủ ước định nói ta đây liền phải đem nó thu hồi tới lại không cho các ngươi chơi ân 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 mẫu thân chúng ta khẳng định nghe lời tiểu đoàn tử làm đại biểu điên cùng gật đầu bức thiết hy vọng Kiều Ngô Đồng cầm trong tay máy chơi game đưa cho chính mình. Nhìn đến mặt khác hai người cũng ở bên kia gật đầu, Kiều Ngô Đồng lúc này mới đem trong tay máy chơi game đưa qua đi. Tiểu đoàn tử nhận được trong tay, gấp không chờ nổi mở ra máy chơi game, điều tới rồi đẩy cái rương bên kia, bắt đầu từ cửa thứ nhất chơi lên. Trò chơi này cơ thao tác tương đối đơn giản, ba cái hài tử lại đều tương đối thông minh, xem Kiều Ngô Đồng thao tác rất nhiều lần lúc sau, chính mình là có thể thượng thủ kiều ngô đồng nhìn bọn họ ba cái đầu ghé vào cùng nhau mặt khác hai cái còn tự cấp tiểu đoàn tử đương quân sư nhất thời không nhịn xuống bật cười ba cái hài tử trầm mê trò chơi căn bản là không rảnh lo nàng nàng thấp khụ một tiếng chính mình chú ý thời gian a các ngươi đừng cãi nhau mẫu thân đi ra ngoài một chút một lát liền đã trở lại ân 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 mẫu thân chúng ta sẽ chính ngươi phải cẩn thận nga tiểu đoàn tử có lệ ân hai tiếng đầu đều chôn ở máy chơi game mặt trên căn bản là không ngẩn đầu mặt khác hai đứa nhỏ càng đáng sợ căn bản liền không hé răng còn ở không ngừng bá bá tiểu đoàn tử cái rương kia hẳn là hướng nơi nào đẩy quả nhiên a à, trò chơi mị lực chính là vô cùng cho dù là vài tuổi tiểu thí hài cũng không thể chạy thoát được rồi ta đã biết các ngươi chính mình chơi đi kiều ngô đồng cười mỉa một tiếng lại lần nữa hối hận chính mình vừa mới như thế nào không cẩn thận một chút nếu là sớm một chút phát hiện này ba cái hài tử tiến vào máy chơi game liền sẽ không bị phát hiện nếu là tâm tàn nhẫn một chút kỳ thật cũng không phải không thể cự tuyệt nhưng là nàng thật sự tâm tàn nhẫn không được a à. ai có thể đối mặt ba cái manh vật bán manh nhìn như không thấy đâu dù sao kiều ngô đồng là làm không được dù sao trong chốc lát trở về liền cho bọn hắn tịch thu không thể làm cho bọn họ vẫn luôn chơi trò chơi hạ quyết tâm kiều ngô đồng chạy nhanh ra cửa xử lý tiểu đội sự tình bọn họ vừa mới trước khi rời đi địa phương không có bao lâu phụ cận nhiệt độ không khí thoáng hạ thấp một ít, Kiều Ngô Đồng xác định bọn họ đi phương hướng hẳn là không sai, trong lòng khoan khoái không ít. Hôm nay vừa lúc đem những người khác kêu lên tới thương lượng một chút, nhìn xem muốn hay không nhanh hơn một chút tốc độ, có lẽ phía trước mấy cái thành thị, đã không có khô hạn bối rối đâu. Chương 168 Linh Tuyền Ngô Đồng muội Tử, con đường này chỉ định không sai, ta lúc trước ở Tương Thành thời điểm nghe thương đội người ta nói quá, theo này nói đi xuống đi là có thể đến Dương Thành trưởng quầy nhìn đến quen thuộc con đường, kích động quơ chân múa tay, tới rồi Dương Thành bên kia, nhận thức đi Quảng Lăng phủ lộ người liền nhiều, bọn họ khẳng định có thể mang chúng ta đến Quảng Lăng phủ bên kia. Kiều Ngô Đồng luôn mãi xác nhận một chút, xác định đối phương không có nhớ lầm lúc sau, lúc này mới đánh nhịp định ra tới lúc sau phải đi lộ. Được rồi, vậy nghe ngươi, chúng ta liền theo này nói đi. Mặt khác hạ khê thôn thôn dân ở Kiều. Ngô Đồng xác định hạ kế tiếp phương hướng lúc sau, căn bản không có nghi ngờ ý tưởng, đề thượng chính mình hành lý liền đi theo đi qua đi. Này một đường nhưng thật ra không có gặp được sự tình gì, buổi tối xúc thủy thời điểm, thậm chí thủy đều so với phía trước nhiều. Càng đi dương thành bên kia đi, không khí càng là ướt át, độ ấm cũng hàng xuống dưới, kiều ngô đồng càng thêm cảm thấy lần này lộ không chọn sai. Có lẽ là thật sự sửa vận, kiều ngô đồng gần nhất đánh dấu được đến đồ vật cũng phi thường phong phú. Đầu tiên là chu đánh dấu cấp kiều ngô đồng mang đến một cái phi thường cấp lực đồ vật, linh tuyền 100ml xem giới thiệu, cái này Linh Tuyền tuy nói không thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng là có thể đề cao người miễn dịch lực, giải quyết đại bộ phận tiểu mau bệnh, điếu trụ trọng thương người, bỏ vào đồ ăn trung, còn có thể gia tăng đồ ăn mỹ vị trình độ. Có thể nói là một cái dùng như thế nào đều thực không tồi đồ vật, đáng tiếc chính là Kiều Ngô Đồng được đến Linh Tuyền tương đối thiếu. Kiều Ngô Đồng đối cái này Linh Tuyền rất là thích, đặc biệt là hiện tại bên người còn đi theo ba cái manh qua, vậy càng thêm muốn được đến một ngụm Linh Tuyền. Bởi vậy Kiều Ngô Đồng không hề có do dự liền đối hệ thống bắt đầu các loại quấy rầy, cuối cùng làm vẫn luôn ẩn thân hệ thống xuất hiện. Ký chủ, xin hỏi có cái gì vấn đề? Không có gì, ta chính là muốn hỏi hạ cái này Linh Tuyền, ta muốn có được nói, như thế nào mới có thể được đến đâu? Kiều Ngô Đồng mới không đi quản hệ thống không kiên nhẫn, gọn gàng dứt khoát đem chính mình vấn đề ném ra tới. Cái này nói, ngươi có thể thông qua chu thêm được đến tùy thanh không gian trung cấp tạp hoặc là cao cấp tạp thăng cấp, sẽ có nhất định xác suất ở không gian nội xuất hiện linh tuyền. Cũng có thể thông qua năm thêm, được đến lễ bao trung đạt được. Bất quá này đó đều có nhất định xác suất, ký chủ nếu là từ bỏ vài lần chu thêm được đến lễ bao nói, là có thể chỉ định đạt được một lần lúc trước chu thêm được đến thử dùng trang chính thức bản. Cái này làm cho vẫn luôn thèm nhỏ giải kỹ năng kiều ngô đồng càng thêm do dự, lúc trước lực lớn vô cùng kỹ năng thực không tồi, lần này linh tuyền vậy không thể chê, càng thêm hảo, làm nàng rất là do dự nàng không tin chính mình vận khí, nếu là dựa nguyệt thêm cùng năm thêm được đến linh tuyền sợ là không biết muốn tới khi nào. Lực lớn vô cùng kỹ năng được đến tay, nàng là có thể thực tốt bảo hộ mọi người. Nhưng là linh tuyền nếu là tới tay nói, người khác mặc kệ, ba cái tiểu tể tử khẳng định sẽ khỏe mạnh đi theo chính mình tới mục đích địa. Nghĩ đến ba cái manh manh đắc tiểu đoàn tử, kiều ngô đồng tâm liền không khỏi có một ít thiên hướng. Hệ thống, kia như vậy, ta hiện tại bắt đầu từ bỏ kế tiếp vài lần chu thêm lễ bao, trăm có thể được đến linh tuyền sao? Kiều Ngô Đồng vẫn là không quá yên tâm, luôn mãi dò hỏi hệ thống. Có lẽ là nghe được Kiều Ngô Đồng có điều ý động, cũng không phải giống phía trước như vậy chỉ là dò hỏi cũng không có bất luận cái gì động tác, cũng liền nghiêm túc cùng Kiều Ngô Đồng giải thích, chỉ cần kế tiếp bốn lần chu thêm lễ bao người đều lựa chọn từ bỏ, ở phía sau một lần chu thêm mặt trên, ngươi là có thể trăm phần trăm được đến linh tuyền một ngụm. Bốn lần. Kiều Ngô Đồng có điểm đau lòng, mỗi lần Chu Thêm được đến đồ vật, mặc kệ nàng có phải hay không lập tức có thể sử dụng đến, nhưng đều là tương đối dùng tốt. Lần này Tử Muốn từ bỏ rớt, đổi Linh Tuyền, nàng nhiều ít có chút rối rắm. Đúng vậy, Linh Tuyền bản thân nơi cấp bậc tương đối cao, chỉ là từ bỏ 4 lần Chu Thêm nói, kỳ thật cũng không mệt, vẫn là thực có lời. Hệ thống kiên nhẫn giải thích, cũng là vừa mới giới thiệu Linh Tuyền có như vậy nhiều tác dụng, Kiều Ngô Đồng bản thân liền tâm động thực, hơn nữa hệ thống du thuyết cũng liền không có tiếp tục rối rắm đi xuống, khẽ cắn môi, hành. ta thay đổi. lúc sau bốn lần chu thiêm lễ bao ngươi liền không cần cho ta. rơi nước mắt nói ra những lời này lúc sau, kiều ngô đồng cũng liền không như vậy đau lòng, tả hữu những cái đó đều là còn không có được đến đồ vật thôi, vẫn là trước tưởng tưởng lần này được đến linh tuyền như thế nào phân phối mới là đứng đắn. một trăm ml linh tuyền nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, mỗi ngày dùng vài giọt, như thế nào cũng có thể chống được nàng được đến chính mình linh tuyền lúc. Ân, ừ, ba cái tiểu gia hỏa khẳng định là muốn an bài một chút linh tuyền, gần nhất lên đường làm cho, mấy cái hài tử đều héo tháp, nói không chừng thân thể nơi nào liền có không thoải mái địa phương. Có linh tuyền điều dưỡng, cũng có thể yên tâm một ít. Kiều Ngô Đồng hoàn toàn quên mất ba cái tiểu gia hỏa là bởi vì mới nhất được đến khối vuông cơ như vậy một cái hảo ngoạn đồ vật, căn bản không nghĩ rời đi xe bò, mỗi ngày chẳng phân biệt ngày đêm chơi game, trực tiếp cấp máy chơi game cấp làm không điện, lúc này mới bắt đầu héo tháp tiểu đoàn tử bên kia an bài một ít, cấp hạ khê thôn lão ấu phụ nữ và trẻ em bên kia cũng an bài một ít, dư lại một ít dùng để cứu cấp. Kiều Ngô Đồng phân phối hảo lúc sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đóng lại chính mình giao diện. Kế tiếp đánh dấu được đến đồ vật liền đều là một ít vật dụng hàng ngày cùng ăn uống, mấy cái hài tử hy vọng được đến tin là hoàn toàn không có tung tích. Dẫn tới mỗi lần Kiều Ngô Đồng trở về đối mặt ba cái hài tử khẩn thiết ánh mắt khi, đều có chút nói không nên lời. Mẫu thân, cái kia khối vung cơ liền thật sự tu không hảo sao tiểu đoàn tử lắp bắp tiến đến kiều ngô đồng bên người chấp đôi mắt nỗ lực bán manh tuy nói gần nhất mẫu thân làm ăn ăn rất ngon đặc biệt là gần nhất thủy tài nguyên phong phú kiều ngô đồng cấp mấy tiểu tử kia làm vài lần hầm canh hướng bên trong thả linh tuyền kia tư vị quả thực mấy tiểu tử kia ăn thời điểm hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt rớt chính là đã không có âu yếm khối vung cơ ba cái tiểu oa nhi ăn thời điểm liếm bồn buông chén liền bắt đầu đau lòng tinh khí thần đều héo tháp vài thiên. Ân, tu không hảo, yêu cầu đồ vật không tìm được. Hai ngày này gặp được tình huống như vậy nhiều, Kiều Ngô đồng ứng đối lên cũng liền tự nhiên rất nhiều, không có lúc trước như vậy không tiện mở miệng. Mẫu thân, tiểu đoàn tử tiến đến Kiều Ngô đồng trong lòng ngực, cùng cái vạn cổ đường giống nhau, ở nàng trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, làm nũng nói, mẫu thân, ngươi liền ngẫm lại biện pháp sao, chúng ta tưởng chơi trò chơi mẫu thân ngươi tốt nhất, nhất bổng, nhất 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 lợi hại. Ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên như vậy làm nũng, tiểu đoàn tử mặt đều đỏ lên, phía sau Long Phượng Thai hai cái ở bên kia dùng sức cho hắn khuyến khích, rõ ràng có thể nhìn ra tới ba cái tiểu gia hỏa lần này là có dự mưu mới lại đây. Mẫu thân rất tưởng đáp ứng đâu, chính là mẫu thân thật sự không có cách nào nga. Kiều Ngô đồng sờ sờ tiểu đoàn tử khuôn mặt, lại giơ tay tiếp đón Long Phượng Thai lại đây, toàn bộ đều ôm đến chính mình trong lòng ngực, nghiêm túc nói, ta biết các ngươi rất tưởng chơi trò chơi rốt cuộc đó là các ngươi phía trước không có tiếp xúc quá đồ vật. Nhưng là các ngươi gần nhất tâm tư đặt ở trong trò chơi mặt quá nhiều Nga, chẳng lẽ các ngươi quên mất phía trước đáp ứng chuyện của ta sao? Chương 169 cậu ông trời có để người sống. Ba cái hài tử xúc thành một đoàn, không dám tiếp tục cãi cọ, bọn họ phía trước đáp ứng quá kiều ngô đồng, sẽ không trầm mê, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ cũng không có làm được. Ngoan Nga, mau trở về đi thôi, mẫu thân nếu là thật sự nghĩ cách đem khối vuông duy tu hảo, khẳng định sẽ cùng các ngươi nói. Kiều Ngô Đồng đem ba cái hài tử Trấn An trở về, làm cho bọn họ đi tìm A Nguyên. Cùng A Lăng đi, tìm bọn họ cùng nhau nhiều chạy chạy, nói không chừng thân thể còn có thể biến hảo đâu, cũng không thể đem nàng cực cực khổ khổ cấp ba cái hài tử uy đi xuống linh tuyền lãng phí rớt. Mặt khác một bên, lấy thôn trưởng cầm đầu một ít lão nhân cũng phát hiện gần nhất có chút kỳ quái, bọn họ thân thể giống như biến hảo không ít. Lúc trước bởi vì chạy nạn sự tình, dọc theo đường đi đại gia màn trời chiếu đất tuy rằng không có kéo chân sau nhưng là trên người ốm đau vẫn là có không ít hiện tại lại một chút cảm giác đều không có thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đều khoan khoái rất nhiều bọn họ không biết là kiều ngô đồng công lao còn tưởng rằng là cái này địa phương phong thủy không tồi mấy cái lão nhân tìm tới thôn trưởng lắp bắp nói ra ý nghĩ của chính mình các ngươi cũng đã nhận ra a à. thôn trưởng nhíu nhíu mày ta lúc ấy còn tưởng rằng là ta ảo giác liền không có cùng mọi người nói không nghĩ tới các ngươi cũng cảm giác được khả năng cái này địa phương xác thật là phong thủy không tồi nếu không chúng ta liền ở phía trước định cư quảng lăng phủ tuy rằng nghe tới thực hảo nhưng là đại gia cũng không có đi quá cũng không biết bên kia rốt cuộc thích không thích hợp bọn họ sinh tồn phía trước dương thành hẳn là không tồi còn không có tới gần là có thể làm cho bọn họ không ít người có loại thoải mái cảm giác này nếu là định cư xuống dưới có phải hay không thân thể cũng có thể biến càng thêm ngạnh lãng Sống thượng thật lâu. Này, thôn trưởng, nếu không ngươi đi theo Ngô Đồng nói một tiếng, chúng ta không dám qua đi nói a. À. Hạ Khê thôn các lão nhân đối Kiều Ngô Đồng kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi tâm lý, bằng không cũng sẽ không trước tiên tiến đến thôn trưởng bên này. Hành đi, ta đây liền qua đi nói nói xem. Thôn trưởng cũng là thân thiết cảm giác được thân thể có ở rõ ràng biến hảo, cũng là duy trì lưu lại. Bị mấy cái lão nhân vừa nói, đầu nóng lên liền qua đi tìm kiều ngô đồng nói bọn họ muốn lưu lại sự tình thôn trưởng các ngươi không nghĩ tiếp tục đi xuống đi sao rốt cuộc là vì cái gì a à? kiều ngô đồng có chút không quá có thể lý giải thôn trưởng bọn họ ý tưởng này không phải gần nhất chúng ta cảm thấy thân thể biến hảo sao mọi người liền cảm thấy này chỗ ngồi phong thủy hảo cho nên muốn lưu lại thôn trưởng ấp úng đem sự tình vừa nói kiều ngô đồng liền minh bạch nàng có chút buồn cười rất tưởng giải thích này cũng không phải khí hậu nguyên nhân là chính mình linh tuyền ra tới hiệu quả nhưng là linh tuyền chuyện này không thể tùy tiện nói kiều ngô đồng chỉ có thể thay đổi loại cách nói thôn trưởng ta cảm thấy chúng ta có thể chờ đến dương thành lại nói chuyện này tuy rằng mọi người đều nói có thể cảm giác được thân thể biến hảo nhưng cũng không nhất định là cái này địa phương hảo có lẽ có khác nguyên nhân đâu nơi nào còn có gì mặt khác nguyên nhân a à? thôn trưởng thấp giọng lẩm bẩm ở kiều ngô đồng nhìn qua thời điểm lập tức nói hành hành hành, chúng ta đây liền chờ đến Dương Thành lại nói hảo. Hai bên đều thối lui một bước, đoàn xe thuận lợi tiến lên, thực mau liền đến Dương Thành. Chờ vào Dương Thành lúc sau, trưởng quầy quen cửa quen nẻo mang theo mọi người tới rồi một khách điếm nghỉ ngơi. Sao, này vẫn là các ngươi liên lạc chỗ. Kiều Ngô Đồng thừa dịp những người khác không chú ý bên này thời điểm, tiến đến thủ tính bên người thấp giọng dò hỏi. Không phải, hẳn là trưởng quầy chính mình nhận thức. Thủ tính không giấu vết tránh đi Kiều Ngô Đồng tới gần, nhỏ giọng giải thích kiều ngô đồng còn muốn nói gì bên kia trưởng quầy đã từ trong tiệm nghe được cái gì tin tức sắc mặt nghiêm túc đi rồi trở về chúng ta qua bên kia trong phòng nói hạ tốt nhất đem những người khác cũng hô qua tới nhìn trưởng quầy như vậy nghiêm túc kiều ngô đồng cũng không có ở bên này truy vấn làm thủ nhân đem trong đội ngũ có thể làm chủ người đều kêu lên bên cạnh trong phòng đóng cửa lại quản sự lúc này mới đem chính mình nghe được tin tức nói ra chúng ta lúc trước định tốt con đường kia khả năng không thể đi rồi Dương Thành mặt đông bình an phủ ra nạn úng, chúng ta muốn quá địa phương hiện tại đã là một quân đầm nước, sợ là không qua được. Gì? Nạn úng? Thông trưởng không nghĩ tới chính mình bị hô qua tới thế nhưng nghe thế sao cái tin tức? Tin tức xác thực sao? Xác thực thực, Dương Thành có không ít người chính là từ bên kia tránh được tới. Nghe bọn hắn nói, Dương Thành phía trước đê đập khả năng cũng ngăn không được, sợ là Dương Thành đến lúc đó cũng trốn không thoát. Chúng ta còn không thể tiếp tục ở bên này đợi, đến chạy nhanh tiếp tục chạy trưởng quầy đem chính mình hỏi thăm tới tin tức đều nói ra trường hợp trong khoảng thời gian ngắn lâm vào yên tĩnh kia chúng ta hiện tại có thể đi nơi nào kiều ngô đồng gian nan mở miệng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như bây giờ lúc này hảo trước có nạn úng sau có nạn hạn hán nàng cũng không cần tiêu phí thời gian đi theo thôn trưởng bọn họ bẻ xã không thể lưu lại nơi này nguyên nhân đáng chết cậu ông trời không cho người sống a à thủ nhân nhịn không được chửi ầm lên, hắn từ trước đến nay là có gì nói gì, vốn dĩ gặp được như vậy nghiêm trọng nạn hạn hán đã là rất khó, không nghĩ tới phía trước xoay mặt liền có cái nạn úng, thật là không cho người sống. Phi phi phi. Đồng ngôn vô kỵ gió to quát đi. Ông trời là ngươi tiểu tử này có thể tùy tiện mắng sao. Thôn trưởng chụp thủ nhân vài cái, làm hắn đem những lời này cấp nuốt trở lại đi. Thủ nhân liếc mắt thôn trưởng, chung quy đem mặt sau phun tào nói toàn bộ đều nuốt trở về. Ta hỏi mấy cái lộ tuyến đều là có thể tới Quảng Lăng phủ, nhưng là đều chỉ là đại khái đoạn đường, không biết hiện tại còn có thể đi nào điều. Chưởng quầy cười khổ, hắn ở bên này nhưng thật ra nhận thức không ít người, chỉ là mọi người đều là hợp tác quan hệ, không chạm đến ít lợi phương diện đều dễ nói chuyện. Hiện tại hắn mở miệng dò hỏi thương lộ, bản thân cũng đã có chút chạm đến đến người khác ít lợi. Nhân gia có thể nói cho hắn đại khái đoạn đường, đã là thực khách khí. Chính yếu chính là nạn úng đại khái phạm vi bọn họ cũng không rõ ràng lắm sự tình liền tương đối khó làm trước đêm này mấy cái lộ tuyến đều viết xuống tới trong chốc lát chúng ta ra cửa hỏi thăm một chút nạn úng phạm vi nghĩ cách quy hoạch ra một cái lộ tuyến ra tới mặc kệ nói như thế nào chúng ta không thể bị nhốt khó đã đảo nhất định phải nghĩ cách chạy đi kiều ngô đồng cũng chuẩn bị trong chốc lát đem mini hướng dẫn nghi thả ra đi đem phụ cận kỹ càng tỉ mỉ bản đồ đều họa ra tới liền không tin không thể tìm được cái thích hợp lộ tuyến Kiều Ngô Đồng bình tĩnh làm những người khác cũng nhanh chóng khôi phục lý trí, quán trời trách đất là vô dụng, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Có minh sát lộ tuyến, đại gia thu thập hảo tâm tình liền từng người tách ra làm chính mình sự tình đi. Thủ tính an bài mấy cái biết ăn nói người đi ra ngoài tìm kiếm nạn uống sự tình, chính mình cũng đi tìm phụ cận y quán cùng người hỏi thăm. Kiều Ngô Đồng tắt tới rồi ẩn nấp chỗ, đem mini hướng dẫn nghi thả đi ra ngoài, chờ đợi bản đồ hoàn thành, mọi người đều ở làm có thể trợ giúp đội ngũ sự tình, hy vọng cái này chạy nạn đội ngũ có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Chương 171 lần nữa quy hoạch lộ tuyến, mua sắm vật tư. Thế nào, nghe được sự tình gì không có? Kiều Ngô Đồng nhìn đến có người trở về, vội vàng đi lên dò hỏi. Không. Hắn vẽ mặt xin lỗi lắc đầu, lại nhìn đến Kiều Ngô Đồng phía sau những người khác đồng dạng cũng là lắc đầu, nháy mắt cũng liền minh bạch cái gì. Thở dài một tiếng, tìm cái địa phương miêu, hy vọng tiếp theo cái có thể nghe được tin tức tốt cũng may kế tiếp cuối cùng là có điểm tin tức tốt, thủ tính. Người dò hỏi tới rồi từ úng khu bên kia tránh được tới dân chạy nạn, đã biết đại khái úng khu vị trí. Này đã là mọi người giữa vận khí tốt nhất một cái. Chờ đến đem mấy cái dò hỏi đến tin tức người tin tức một tổng hợp, Kiều Ngô Đồng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ thấy trên bản đồ, Dương Thành phụ cận hơn phân nửa địa phương đã bị úng khu vây quanh, phía sau một mảnh là bọn họ đi tới hạng khu, chỉ còn lại có duy nhất một cái lộ, cũng không biết bên kia sẽ có cái gì chờ bọn họ. Kỳ quái, này lũ lục cùng nạn hạn hán nháo thời gian cũng không ngắn, thời gian dài như vậy, triều đình đều không có cái gì làm sao. Kiều Ngô Đồng có chút không minh bạch, này cổ đại lại như thế nào thông tin không phát đạt, tai họa sự tình tổng không thể gạt đi, như vậy cũng tốt mấy tháng, liền này, triều đình cũng không có gì phản ứng sao. Ha ha, liền cái kia, thủ nhân còn tưởng nói tiếp, lại bị thủ tính trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tâm bất cam tình bất nguyện đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Triều đình sự tình, chúng ta này đó tiểu nhân vật như thế nào có thể làm được chủ đâu. Chúng ta vẫn là trước tưởng tưởng muốn hay không từ bên kia hướng Quảng Lăng Phủ đi thôi. Thủ tính vội vàng nói sang chuyện khác, không cho thủ nhân lại có mở miệng cơ hội. Cũng là, các ngươi đối bên kia lộ tuyến hiểu biết sao. Chúng ta nơi này có quen thuộc một chút người sao. Kiều Ngô Đồng quả nhiên bị thủ tính đề tài dời đi qua đi, bắt đầu dò hỏi lộ tuyến sự tình không. Hạ Khê Thôn người đồng thời lắc đầu, trên mặt lộ ra một cổ hồn nhiên tới, làm cho Kiều Ngô Đồng dở khóc dở cười, thầm than chính mình quả nhiên là tìm lầm người. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển dời đến thủ tính cùng thủ nhân trên người, hai người bọn họ lai lịch thần bí, phía sau còn có không ít thế lực, hẳn là có thể. Biết một ít đồ vật đi. Nề hà thủ nhân cùng thủ tính mờ mịt lắc đầu, bọn họ đối bên này tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng thật ra trưởng quầy thò qua tới nói, ta giống như biết điểm đồ vật. Mau nói. Lúc này không chỉ có là Kiều Ngô Đồng ánh mắt xoay lại đây, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn gian nan nuốt khẩu nước miếng, dụng tâm tìm từ nói, cái này địa phương ta không đi qua, nhưng là ở ta trong tiệm rượu quá mấy cái khách thương đi qua, bọn họ ở bên kia trò chuyện mang thời gian dài, ta cũng liền nhớ kỹ một ít. Dương Thành hiện tại không ở uống khu một phương hướng là chúng ta lại đây phương hướng, cái này liền không cần phải nói, một cái khác phương hướng qua đi, là Tây Bình Quang, bên kia là chúng ta cùng mang tộc một cái giao giới khẩu, thường xuyên sẽ có một ít mang tộc xâm nhập. Đó có phải hay không không an toàn? Kiều Ngô Đồng nghe được thường xuyên sẽ đánh giặc trong lòng chính là một lột bột. Cũng không phải, nghe bọn hắn nói giống như bên kia còn xem như tương đối an toàn. Bởi vì mang tộc đã ngừng nghỉ thật lâu đều không có lại đây. Bên kia chủ yếu là tới gần mang tộc tụ tập thảo nguyên, chúng ta sinh hoạt tương đối giàu có, liền có chút cái mang tộc lại đây cướp bóc bất quá bên kia có đóng quân, giống nhau sẽ không nháo ra cái gì đại động tĩnh. Quản sự vội vàng giải thích. Khi nói như vậy, chúng ta muốn hướng cái kia phương hướng qua đi sao? Từ bên kia đường vòng nói, còn có thể đi quảng lăng phủ bên kia sao? Có thể. Quản sự gật đầu, bên kia xem như triều đình cùng mang tộc giao dịch một cái thương đạo, lộ vẫn là bốn phương thông suốt, cũng có hướng quảng lăng phủ bên kia nói. Chúng ta đến lúc đó đến bên kia có thể trực tiếp đi quan đạo đi quảng lăng phủ, Tốc độ không nhất định so từ uống khu bên kia đi chậm. Khi nếu nói như vậy, chúng ta liền đi con đường này. Kiều Ngô Đồng thích hợp tuyến không phải thực hiểu biết, bởi vậy nói chuyện thời điểm ngữ khí cũng không phải thực chắc chắn. Bất quá những người khác cũng không có gì càng tốt biện pháp, ở Kiều Ngô Đồng mở đầu thời điểm cũng đều gật đầu đồng ý xuống dưới. Lộ tuyến sự tình liền như vậy xác định, kế tiếp chính là Trấn An Nhân Tâm sự tình. Kiều Ngô Đồng đối cái này cũng rất là đau đầu nàng không biết nên như thế nào cùng đại gia giảng bọn họ ở Dương Thành cũng không thể ở lâu, chọn mua xong yêu cầu vật tư phải lập tức rời đi. Ngô Đồng A, à, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, ta cái mặt già này còn xem như có chút mặt mũi, chuyện này khiến cho ta đi nói đi. Ngươi trước xem hạ chúng ta muốn mua điểm thứ gì tương đối hảo, đợi chút phỏng chừng mọi người đều muốn lại đây cùng ngươi cùng đi chọn mua. Thôn trưởng xem kiều ngô đồng khó xử bộ dáng, liền biết nàng đau đầu như thế nào cùng thôn người giải thích sự tình hắn đối chuyện này cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bởi vậy liền mở miệng tiếp được nhiệm vụ này, cũng làm Kiều Ngô Đồng chuẩn bị càng quan trọng vật tư chọn mua sự tình. Hảo, vậy phiền toái thôn trưởng. Kiều Ngô Đồng triều thôn trưởng cảm kích cười, trong lòng lỏng một khối tảng đá lớn. Thôn trưởng thấy Kiều Ngô Đồng đồng ý, cũng liền tiếp đón những người khác cùng nhau rời đi, từng người về nhà cùng người trong nhà thuyết minh rõ ràng tình huống, hắn lại qua đi trấn an, tiết kiệm thời gian. Chờ đến bọn họ rời đi, Kiều Ngô đồng nghĩ đến chọn mua vật tư thời điểm, đầu lại bắt đầu đau lên. Không phải khác, thật sự là hạ khê thôn mọi người của cải trên cơ bản đều ở tương thành bên kia quét sạch, hiện tại nếu muốn lại mua điểm thứ gì, thật đúng là không có bạc. Bao gồm nàng chính mình, từ thẩm ngọc nhang bên kia bắt được ngân phiếu gì đó đều hoa không sai biệt lắm. Hiện tại lương thực gì đó lại tinh quý thực, nàng trong không gian nhưng thật ra không ít, nhưng là cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền toàn bộ lấy ra tới a. Ở Kiều Ngô đồng đau đầu thời điểm, thủ tính như là xem thấu cái gì giống nhau, từ trong lòng ngực móc ra một trương ngân phiếu đưa cho Kiều Ngô Đồng. Nột, có phải hay không đau đầu bạc sự tình, đây là ta đỉnh đầu ngân phiếu, ngươi trước lấy qua đi dùng đi. Thật sự cho ta. Kiều Ngô Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua, là một trương 100 lượng ngân phiếu, đối hạ khê thôn mọi người tới giảng, này đã là một bút rất lớn tài phú. Thủ tính rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ theo sau liền cấp ra lớn như vậy ngạch một trương ngân phiếu tới. Đúng vậy, chính là cho ngươi ngươi thu đi trong chốc lát mang đại gia đi mua điểm đồ vật trở về phân một phân hiện tại lưu lại người nhân phẩm đều là quá quan sẽ không có cái gì bạch nhãn lan ngươi cứ yên tâm đi thủ tính đối lưu lại người vẫn là tương đối tín nhiệm đây cũng là hắn nguyện ý lấy ra ngân phiếu nguyên nhân chi nhất hành ta đây liền thế mọi người cảm ơn ngươi chờ quay đầu lại chúng ta đến địa phương dàn xếp xuống dưới ta nhất định sẽ nghĩ cách làm đại gia kiếm tiền đem cái này bạc còn cho ngươi Kiều Ngô Đồng tin tưởng tràn đầy, cười tiếp nhận thủ tính đưa qua ngân phiếu. Ta đây liền chờ. Thủ tính xem Kiều Ngô Đồng như vậy, đột nhiên cũng đối mặt sau sinh hoạt mong đợi lên. Không kính. Thủ nhân mắt trợn trắng, đối hai người kia hành vi rất là bất mãn, hắn ném xuống một câu, ta đi tìm tiểu hiên nhi, mua đồ vật sự tình, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Chương 171 cây trâm có kỳ quặc. Thủ nhân phủi tay liền đi, trường hợp không khí xấu hổ lên thủ tính mất tự nhiên ho khang một tiếng kia cái gì ngươi đừng để ý thủ nhân chính là cái này cậu tính tình cũng không phải cố ý nhằm vào ai ta biết không có việc gì a à. kiều ngô đồng hoàn toàn không cảm giác được thủ nhân ác ý khả năng ở thủ nhân liều mạng bảo hộ tiểu đoàn tử thời điểm đã đem những cái đó khúc mắt buông xuống xua xua tay ý bảo chính mình cũng không để ý này đó ta đi về trước xem hạ yêu cầu bổ sung này đó vật tư lương thực gì đó khẳng định là yêu cầu bất quá phỏng chừng không tốt lắm mua mặt khác đồ vật ta nhìn. Xem có hay không yêu cầu. Hành, ngươi trở về đi. Thủ tính cũng không có gì tiếp tục lưu lại Kiều Ngô Đồng lý do, phất tay cáo biệt. Xấu hổ nói chuyện phím lúc sau, Kiều Ngô Đồng nhanh chóng về tới chính mình phòng, bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại yêu cầu mua sắm vật tư danh sách. Ở thu thập đồ vật thời điểm, Kiều Ngô Đồng đột nhiên thấy được Mai Mẫu chết phía trước đưa cho chính mình cây trâm. Nàng tổng cảm thấy Mai Mẫu lúc ấy ngạnh pháo đài cây trâm cho chính mình rất kỳ quái, hơn nữa trong miệng nói ra nói cũng kỳ kỳ quái quái cái gì này vốn dĩ chính là thuộc về nàng đồ vật hiện tại còn cho bọn hắn mới là đối chẳng lẽ cái này cây trâm có cái gì kỳ quặc kiều ngô đồng tức khắc tới hứng thú này cây trâm thoạt nhìn tài chất rất là bình thường chính là tố bạc không gì quá lớn đa dạng có lẽ là cùng phim truyền hình bên trong giống nhau trung gian là trống rỗng có thể tàn đồ vật đi vào kiều ngô đồng nghĩ đến phía trước xem phim truyền hình thường xuyên có như vậy kiều đoạn Nhìn không được bắt đầu vuốt ve khởi trâm đầu vị trí. Cũng không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, Kiều Ngô Đồng tổng cảm thấy trâm đầu bên kia liên tiếp điểm có điểm quái quái, giống như có thể moi khai giống nhau. Chính là Kiều Ngô Đồng thử dùng móng tay lay thời điểm, kia địa phương rồi lại không chút sức mẻ. Nàng lại nếm thử moi, vặn chờ các loại biện pháp, này trâm đầu vẫn cứ là ta tự đồ sổ bất động. Ta đã đoán sai. Nửa ngày đều không có động tĩnh, Kiều Ngô Đồng nhíu mày, cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều cười nhạo nói ta có thể là bị người khác tùy tay lấy ra tới ngân phiếu kích thích tới rồi còn nghĩ chính mình đỉnh đầu có thể có bầu trời rơi xuống ngân phiếu đâu quả nhiên là nàng tưởng quá nhiều kiều ngô đồng đem cây trâm ném đến một bên cũng không biết là trâm trên đầu có cơ quan đâu vẫn là vừa mới động tác làm nguyên bản cơ quan đã ra điểm vấn đề cây trâm rơi xuống ở xe bò thượng tiểu trên bàn trà chính vừa lúc quăng ngã thành hai đoạn trung gian lộ ra một quyển trang giấy xem như vậy rất giống thủ tính lúc trước lấy ra tới ngân phiếu. Ta này! Thật sự nhặt được bầu trời rơi xuống ngân phiếu. Kiều Ngô Đồng có chút không dám tin tưởng, vừa mới bận việc lâu như vậy đều không thu hoạch được gì, này tùy tay một ném còn cấp ném ra ngân phiếu tới. Nàng vội vàng đem kia cuốn trang giấy từ cây trâm trung lấy ra, đang xem rõ ràng thật là ngân phiếu lúc sau, cả người hít hà một hơi. 500 lượng. Nương nàng như thế nào sẽ có lớn như vậy ngạch ngân phiếu? Đột nhiên, Kiều Ngô Đồng nghĩ đến Mai Mẫu qua đời phía trước ấy nấy, trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, chẳng lẽ, này ngân phiếu, là nàng chỉ thấy quá một mặt tiện nghi tướng công kiếm trở về. Càng muốn cái này khả năng tính càng lớn, Kiều Ngô Đồng nhịn không được có chút thổn thức lên, trong lòng nhiều ít có điểm vì cái kia tiện nghi tướng công có chút không đáng giá. Nàng không biết người này đi quân doanh nói là tự nguyện sự tình có phải hay không thật sự, nếu là chỉ là thủ nhân vì an ủi Mai Mẫu nói, kia Mai sơ vũ người này cũng quá đáng thương chính mình kiếm lời bạc mang về tới, nhưng tất cả đều bị mai mẫu tích cóp lên, ở binh dịch đã đến thời điểm, căn bản không có đem ngân phiếu lấy ra tới giao nộp, ngược lại là trực tiếp cấp mai sơ vũ báo danh. Này thao tác, làm Kiều Ngô Đồng hiện tại suy nghĩ cẩn thận đều cảm thấy thực hít thở không thông. Chỉ là nghĩ đến trước mắt mai gia tình huống, mai mẫu đã đi rồi, mai sơ lâm sinh tử không biết, Kiều Ngô Đồng một hơi giống như đánh vào một cuộc bông thượng, không thể đi lên hạ không tới, cuối cùng giống như một cái tiết khí bóng cao su, chậm rãi tê liệt ngã xuống ở trên xe nghĩ đến tiểu đoàn tử cảm thấy mai mẫu việc này làm thực sự đáng giận chính là lại nghĩ đến mặt khác hai đứa nhỏ vẫn là yên lặng đem những cái đó tâm tình thu thập lên thôi về sau coi như nàng không biết chuyện này hảo tương quan sự tình vẫn là không cần nhắc lại ngô đồng ngươi bên này sửa sang lại hảo sao chúng ta thời gian không nhiều lắm đến nắm chặt thời gian thủ tính ở bên ngoài thúc giục bên cạnh còn có thể nghe được hạ khê thôn nhà khác ở bên kia thảo luận tiếp tục chạy nạn sự tình, rất nhiều người đều ở dò hỏi vì cái gì không thể tiếp tục lưu tại Dương Thành. Ở biết Dương Thành chung quanh địa phương khác đã bắt đầu phát nạn úng, Dương Thành rất có khả năng bị lan đến gần thời điểm, tất cả mọi người đình chỉ ầm ĩ, yên lặng bắt đầu thu thập đồ vật. Một ít cái tương đối cảm tính phụ nhân thậm chí quay đầu mặt nổi lên nước mắt, các nàng vốn dĩ đã chờ mong khởi muốn ở Dương Thành sinh hoạt nhật tử, lại không nghĩ rằng, còn không có nghỉ ngơi trong chốc lát, đã bị thông tri muốn tiếp tục đi xuống đi. Này chạy nạn lộ, như thế nào liền như vậy trường? Đáng chết tặc ông trời, thật là không cho bọn họ đường sống nha. Kiều Ngô Đồng đi ra, liền nhìn đến đại gia như vậy ủ rũ bộ dáng, trong lòng không dễ chịu thực. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đại gia đừng ủ rũ, tuy rằng chúng ta vẫn luôn ở không ngừng đi chạy nạn lộ, nhưng chúng ta tốt xấu là sống sót, đối lập những người khác, chúng ta đã là thực may mắn lạc. Đến nỗi chọn mua vật tư sự tình, đại gia cũng không cần lo lắng ta bên này có thể cung cấp một ít ngô đồng làm như vậy không được đại gia đã chiếm ngươi không ít tiện nghi lúc này chọn mua vật tư phải tốn phí bạc cũng không phải là số lượng nhỏ như thế nào có thể làm ngươi bỏ ra tiền đâu ngươi nếu là làm như vậy chúng ta mọi người đều ngượng ngùng tiếp thu không cần thôn trưởng mở miệng hạ khê thôn các thôn dân cảm xúc liền kích động lên vội vàng xua tay cự tuyệt kiều ngô đồng không nghĩ tới đại gia sẽ là cái dạng này thái độ có chút cảm động vẫn là kiên định nói, đại gia đừng có gấp, ta cũng không phải bạch cho đại gia dùng. Hiện tại mọi người đều khó khăn, ta trước giúp đại gia quá quá đạo khảm này nhi, chờ quay đầu lại chúng ta đến định cư địa phương, đại gia lại nghĩ cách đem bạc gì đó trả lại cho ta, không phải được rồi. Chẳng lẽ đại gia làm ta hiện tại trong tay nắm chặt này đó bạc, nhìn mọi người đói chết sao? Nàng nói này một phen lời nói, làm đại đa số người gật đầu không thôi, bọn họ nhân phẩm đều là thực không có trở ngại người, tự nhiên sẽ không nghĩ lấy không kiều ngô đồng đồ vật lúc này kiều ngô đồng nói về sao định cư xuống dưới trả lại làm cho bọn họ tiếp thu độ cao rất nhiều thu phục hạ khê thôn người kiều ngô đồng lúc này mới dẫn người chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm ở dẫn người đi ra ngoài thời điểm nàng liền nghĩ kỹ rồi trong chốc lát trước chọn mua trong không gian không có đồ vật làm những người khác ở trong tiệm lưu thủ chính mình tắt mang theo a nguyên cùng a lăng này hai cái cái đuôi nhỏ đi mua lương thực những người khác không đi theo đi xem cũng sẽ không biết nàng cụ thể mua nhiều ít, đến lúc đó đem trong không gian lương thực lôi ra tới một ít, cũng không thể quá nhiều, bằng không đại gia sẽ tò mò nơi phát ra. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, kiều ngô đồng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mang theo người đi ra cửa. Chương 172 đó là Mai Sơ Lâm sao? Một đoàn người nhân khí thế vội vàng ra bên ngoài đi ra ngoài, nhưng đem dương thành bên này người địa phương sợ hãi. Mọi người đối mặt này nhóm người thời điểm, đều không tự giác bắt đầu né xa ba thước. Kiều Ngô Đồng cũng không mở miệng ngăn cản đại gia, ngược lại cao điệu mang theo người tới một ít yêu cầu bổ sung đồ vật mặt tiền cửa hàng bắt đầu đại mua sắm. Thường thấy dược phẩm, một ít vải vóc cùng tất yếu thiết khí linh tinh, Kiều Ngô Đồng dẫn người đi vài cái cửa hàng, cuối cùng là đem bên người người phân không ít đi ra ngoài. Kiều Ngô Đồng lại tìm lấy cớ, đem người khác chi một ít đi ra ngoài, bên người chỉ còn lại có A Nguyên cùng A Lăng hai người. Mau, A Nguyên A Lăng, các ngươi vừa mới có hay không nhìn đến cái gì ẩn nấp địa phương chúng ta chạy nhanh qua đi đem lương thực lấy ra tới hảo mang về kiều ngô đồng vội vàng dò hỏi a nguyên a lăng vừa mới ra tới thời điểm nàng đã dùng tâm hữu linh tê cùng hai đứa nhỏ nói phải làm sự tình lúc này chạy nhanh dò hỏi ra tới ngô đồng tỷ chúng ta vừa mới thấy được một chỗ tương đối ẩn nấp liền ở gần đây chúng ta mang ngươi qua đi đi a nguyên nhìn ra kiều ngô đồng vội vàng vội vàng mang theo kiều ngô đồng hướng phương hướng nào đi qua đi A Nguyên tìm được cái này địa phương rất là làm kiều ngô đồng vừa lòng, đây là một cái chết hẻm, hai bên là nhà cao cửa rộng tường cao, chung quanh đều không có người nào lại đây. Đầu hẻm vị trí còn loại mấy cây đại thụ, Hoàng Mỹ cản trở đầu hẻm người đi đường phóng ra lại đây ánh mắt. Được rồi, không sai biệt lắm, liền trước lấy này đó lương thực xuất hiện đi. Kiều Ngô Đồng lấy ra mười mấy túi thô lương lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Kiều Ngô Đồng tỉ ngươi cùng A Lăng ở bên này đợi chút, ta đây liền đi kêu mọi người lại đây dọn lương thực hành, ngươi người muốn tới liền dùng tâm hữu linh tê cùng ta nói một tiếng. Ta trước đêm này đó lương thực thu hồi tới, miễn cho những người khác thấy được sẽ qua tới tranh đoạt. Nói xong, Kiều Ngô Đồng trực tiếp đem vừa mới thả ra lương thực toàn bộ đều thu lên. Nàng vừa mới lấy lương thực ra tới thời điểm cũng không có tưởng rất nhiều, chỉ là tưởng đem muốn lấy ra lương thực cùng mặt khác lương thực tách ra, nhìn xem lấy ra nhiều ít tới thích hợp. Lúc này suy xét đến hiện thực, lập tức đem những cái đó lương thực thu hồi tới a nguyên liên tục gật đầu vội vàng chạy ra đi kiều ngô đồng mang theo a lăng ở bên này có chút nhàm chán liền hướng đầu ngõ đi rồi vài bước nhìn quét hai bên tình huống gì đó là ai ở kiều ngô đồng thưởng thức bên phải kêu hộ nhân gia cửa sư tử bằng đá thời điểm bên người a lăng đột nhiên thấp thấp kinh hô một tiếng làm sao vậy kiều ngô đồng vội vàng quay đầu chỉ nhìn đến một cái chợt lóe rồi biến mất mơ hồ thân ảnh Khi thân ảnh có chút quen mắt nhưng là Kiều Ngô Đồng trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra người nọ là ai. Ngạch, Ngô Đồng tỷ, ta không biết có phải hay không ta hoa mắt. A Lăng không xác định xoa xoa hai mắt của mình, hàm hồ nói, ta vừa rồi hình như nhìn đến Sơ Lâm Thúc, có thể là nhìn lầm rồi, Sơ Lâm Thúc nếu là còn sống sao có thể không đi tìm Long Phượng Thai đâu, hẳn là ta nhìn lầm rồi. Trước đừng động ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, ngươi xác định vừa mới nhìn đến người kia chính là Mai Sơ Lâm sao? Khó được nghe được Mai Sơ Lâm tin tức kiều ngô đồng cả người thần kinh đều căng chặt lên bức thiết hy vọng từ a lăng trong miệng được đến xác thực tin tức là hình như là kiều ngô đồng vội vàng bộ dáng đem a lăng dọa sợ hắn nơm nớp lo sợ gật đầu nỗ lực cướp đoạt trong đầu vừa mới kia thoáng nhìn ấn tượng luôn mãi xác nhận vẫn là cảm thấy cái kia chính là mai sơ lâm lúc này mới do dự gật đầu có phải hay không này một nhà vừa mới hắn là từ nơi này đi vào sao không được chúng ta qua đi gõ cửa xác nhận một chút Kiều Ngô Đồng nghe được Mai Sơ Lâm tin tức, nơi nào còn có thể ngồi được, lôi kéo A Lăng liền tưởng hướng kia ra đi qua đi. Chỉ là không đợi Kiều Ngô Đồng đi vài bước, liền nghe được A Nguyên Thanh âm vang lên tới, Ngô Đồng tỷ, ta đã tìm được người, mang theo xe lại đây. Chúng ta hẳn là không một lát liền đến bên kia đầu hẻm, ngài xem lương thực chuẩn bị tốt không? A Nguyên muốn lại đây, Kiều Ngô Đồng chuẩn bị đi xác nhận một chút người nọ có phải hay không Mai Sơ Lâm sự tình cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Ta bên này chuẩn bị tốt, ngươi dẫn người chạy nhanh lại đây đi cho a nguyên một cái khẳng định đáp án kiều ngô đồng không cam lòng lại lần nữa nhìn thoáng qua kia hộ nhân gia phương hướng đem nhà này bộ dáng ghi tạc đáy lòng lúc này mới lôi kéo a lăng về tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong trước đây trước địa phương buông xuống phía trước số tốt thô lương chờ đến hạ khê thôn người vội vàng xe ngựa vội vàng chạy tới thời điểm kiều ngô đồng cũng đem sở hữu đồ vật đều phóng hảo ngô đồng vẫn là ngươi lợi hại thế nhưng có thể mua được nhiều như vậy lương thực vừa mới tìm không thấy các ngươi, chính chúng ta ở bên kia tìm bán lương thực địa phương, ngươi không biết, căn bản là tìm không thấy. Hiện tại lương thực quý không được, căn bản là không phải chúng ta này đó bình thường dân chúng có thể mua nổi. Hạ Khe thôn người một bên cao hứng dọn lương thực, một bên đối trước mắt lương giới thổn thức không thôi. Còn hảo, chủ yếu là ở bên này gặp được một cái lái buôn, bọn họ vì thiếu giao nộp một ít thuế vụ ở thị trường thượng tìm kiếm thích hợp người mua. Có thể là ta lúc trước danh tác mua đồ vật làm cho bọn họ cảm thấy ta là cái đại khách hàng, liền tới đây tiếp xúc ta. Ta xem bọn họ đồ vật cũng không tệ lắm, liền đi theo cùng nhau lại đây. Bởi vì thời gian tương đối cấp, cũng liền không có thông tri các ngươi. Kiều Ngô Đồng đem chính mình nghĩ đến lấy cớ nói ra, cũng thuận tiện giải thích một chút chính mình vừa mới vì cái gì không có chờ bọn họ. Đúng đúng đúng, Ngô Đồng ngươi làm đối. Cơ hội này vốn dĩ chính là khả ngộ bất khả cầu, gặp gỡ là chúng ta phúc khí này phúc khí đến nhà mình trước cửa, chúng ta nhưng đến tiếp được mới được. Chờ không đợi chúng ta không sao cả. Hạ khê thôn người ở biết này phê lương thực kiều ngô đồng mua tới giá cả lúc sau, cũng đã không có mặt khác ý tưởng, chỉ cảm thấy lần này là mua kiếm lời. Sợ người khác sẽ qua tới đoạt đồ vật giống nhau, này nhóm người đỉnh đầu tốc độ đều nhanh hơn không ít, vội vàng đem đồ vật dọn lên xe ngựa, liền sợ bán lương thực người hối hận. Kiều Ngô Đồng nhìn bọn họ bộ dáng có chút dở khóc dở cười, nhưng là lại không hảo giải thích, tả hữu đồ vật chạy nhanh dọn xong cũng liền không có bại lộ nguy hiểm, bất quá là người mệt một chút, cũng không có gì. Chờ đến lương thực đều dọn đến trong xe ngựa, hạ khê thôn người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu dò hỏi Kiều Ngô Đồng muốn hay không hiện tại trở về. Kiều Ngô Đồng vội vàng lắc đầu, nàng còn ở nhớ thương vừa mới A Lăng nói người kia có phải hay không mai sơ lâm bản nhân chuyện này đâu, nơi nào chịu hiện tại liền trở về. Lập tức nói, ta còn phải lại đi dạo, nhìn xem còn có hay không cái gì mặt khác muốn mua đồ vật các ngươi đi về trước đi này đó lương thực tương đối quan trọng các ngươi vừa mới cũng nhìn đến trước mắt thị trường thượng lương thực giá cả này nếu như bị người biết chúng ta trong tay có nhiều như vậy lương thực sợ là chúng ta nhật tử đều quá không an ổn hành ngô đồng ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định đem này phê lương thực an toàn đưa trở về tuyệt đối không cho những người khác phát hiện vận chuyển lương thực hạ khê thôn các thôn dân liền kém không vỗ ngực bảo đảm Chương 173 tìm kiếm Mai Sơ Lâm tung tích. Nhìn hạ khê thôn các thôn dân đi xa, Kiều Ngô Đồng trên mặt túng thượng A Nguyên A Lăng đi vào nàng vừa mới nhớ kỹ nhân gia cửa, tìm A Lăng luôn mãi xác nhận một lần. Ngươi lại nhìn kỹ hạ, hắn có phải hay không đi vào này một nhà? A Lăng tuy rằng nhớ rõ chính mình xác thật nhìn đến giống Mai Sơ Lâm người kia vào này một nhà, nhưng là lúc này bị Kiều Ngô Đồng hỏi, cũng có chút không xác định lên. Hẳn là, chính là này một nhà đi không đợi ba người tiếp tục nói cái gì đó môn từ bên trong bị mở ra đi ra một cái sắc mặt bất thiện người ra tới các ngươi là ai ở chúng ta phủ cửa lắc lư chuẩn bị làm gì các ngươi có phải hay không vừa tới lưu dân chuẩn bị đối chúng ta phủ làm cái gì ta nói cho các ngươi chúng ta lão gia chính là cùng tri phủ có giao tình các ngươi dám khởi cái gì ý xấu ta lập tức liền kêu nha môn người lại đây biết sao hiểu lầm đều là hiểu lầm kiều ngô đồng vội vàng giải thích Chúng ta là lại đây tìm người, lúc trước ở cửa nhìn đến vào phủ một người cùng chúng ta thân nhân lớn lên rất giống, cho nên cả gan lại đây xem xét một chút, cũng không có cái gì mặt khác tâm tư. Nga, tìm người. Người này trên dưới đánh giá một chút Kiều Ngô Đồng, có chút không quá tin tưởng, đừng không phải bị ta nhìn ra mục đích, liền tùy tiện tìm cái lý do lừa dối ta đi. Không phải, thật không phải. Kiều Ngô Đồng vội vàng đem Mai Sơ Lâm đại khái bộ dạng miêu tả một chút, đại ca, hắn ngày hẳn là gặp qua cũng chính là vừa mới đi vào không trong chốc lát, chúng ta chính là nghĩ tới tới tìm hắn tới. Chúng ta thật là hắn thân thích, không tin ngươi đem hắn giao ra đây, chúng ta thấy một mặt sẽ biết. Ai da, các ngươi thật đúng là chính là lại đây tìm người A. À. Này cũng quá không khéo, các ngươi nói người nọ không phải chúng ta trong phủ, vừa mới lại đây cho chúng ta nơi này tới tặng đồ mà thôi, hiện tại đã đi trở về. Người này nghe kiều ngô đồng bọn họ đem người miêu tả như vậy kỹ càng tỉ mỉ, rõ ràng chính là quen thuộc nhân tài biết đến, lập tức liền biết chính mình vừa mới là hiểu lầm người khác ngữ khí cũng biến nhu hòa một ít a à, vậy ngươi biết hắn là từ đâu lại đây sao chúng ta có thể đến bên kia đi hỏi một chút này ta thật đúng là không biết ta chính là một cái người gác cổng này tới tới lui lui người có bái thiếp ta liền cho đi cụ thể từ chỗ nào tới nhân gia cũng sẽ không nói cho ta a à. hắn buồn rầu gãi gãi đầu vì chính mình không thể giúp đỡ mà cảm thấy xin lỗi như vậy a à, kiều ngô đồng có chút nản lòng không nghĩ tới thật vất vả tìm được mai sơ lâm tin tức liền không có sau đó sao liền ở nàng xoay người muốn rời đi thời điểm đột nhiên nhớ tới người này lúc trước nói bái thiếp vội vàng vội vàng xoay người bái thiếp đối còn có bái thiếp ngươi nhớ rõ bái thiếp thượng địa chỉ sao cái kia bái thiếp còn ở sao có thể cho ta xem một chút sao có lẽ là bị kiều ngô đồng vội vàng bộ gián dọa tới rồi người gác cổng ngữ khí có chút hư cái kia bái thiếp đã sớm đưa đến chúng ta lão gia bên kia đến nỗi còn có nhớ hay không địa chỉ, hắn vẻ mặt đau khổ nói, giống chúng ta như vậy hạ nhân, nơi nào có thể nhận thức tự A. Bái thiếp là bởi vì mặt trên viết chúng ta lão gia tên, ta liền nhận thức cái kia. Không nghĩ tới sẽ thu được tin tức này, kiều ngô đồng ngốc, theo sau cười khổ lên. Bên người nàng nhân thân phân đều không bình thường, biết chữ người rất nhiều, thế nhưng làm nàng tạo thành nghiêm trọng nhận tri sai lầm, cảm thấy cổ đại biết chữ người vẫn là rất nhiều, chẳng qua đại bộ phận người không có thi khoa cử ý niệm thôi hiện tại người gác cổng buổi nói chuyện mới làm kiều ngô đồng từ loại này ảo giác trung tỉnh táo lại theo sau lộ ra bất đắc dĩ tươi cười xem ra lần này là thật sự không có cách nào nhưng cuối cùng là biết một cái tin tức tốt mai sơ lâm không chết đến nỗi hắn vì cái gì không có hồi hạ khê thôn đội ngũ có thể là có mặt khác nguyên nhân đi chuyện này chỉ có thể chờ biết nàng tìm được mai sơ lâm mới biết được nhìn trước mặt một lớn hai nhỏ trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc lại nghĩ đến hiện tại trong thành nơi nơi đều có lưu dân các loại thảm trạng chỗ nào cũng có. Người gác cổng nghĩ đến này tiểu nương tử người muốn tìm khả năng chính là nàng tướng công, nếu là tìm không thấy người nói, sợ là về sau chính mình mang theo hai đứa nhỏ không gì ngày lành quá. Như vậy nghĩ, hắn liền tưởng giúp đỡ điểm vội. Tả Hữu cũng bất quá chính là đi vào tìm người trong phủ hỏi thăm một chút sự tình, hắn không biết, nhưng là lúc ấy ở lão gia bên người hầu hạ hạ nhân khẳng định biết một ít tin tức. Như vậy nghĩ, hắn liền mở miệng ngăn cản chuẩn bị đi kiều Ngô đồng ba người. Các ngươi chờ một lát. Ta đi vào giúp các ngươi hỏi thăm một chút, nhìn xem người nọ rốt cuộc là từ đâu lại đây. Cảm ơn, thật cảm ơn. Kiều Ngô Đồng không nghĩ tới quanh co, kích động cảm tạ lên. Người gác cổng vội vàng chối từ, tiểu tâm đóng cửa lại lúc sau, tìm người giúp chính mình nhìn điểm cửa, lúc này mới đi vào dò hỏi lên. Kiều Ngô Đồng ba người ở cửa đợi một hồi lâu, mới chờ đến nhà này môn lại lần nữa mở ra. Tam Song vội vàng ánh mắt đều nhìn về phía cửa dò ra đầu người gác cổng hoảng sợ vội vàng đem chính mình nghe được tin tức nói ra ta tìm người qua đi hỏi hạ người nọ xác thật kêu mai sơ lâm một bộ ốm yếu bộ dáng tự hồ là thế dương gia bên kia lại đây tặng đồ dương gia là chúng ta dương thành nhà giàu ngươi ra cửa tìm người hỏi thăm một chút hẳn là liền biết cụ thể địa chỉ hắn là trong phủ người hầu ra cửa tương đối thiếu cũng liền nghe qua dương gia tên tuổi thật đúng là không biết cụ thể ở nơi nào thật cám ơn ngài kiều ngô đồng mang theo a nguyên a lăng cảm kích cuối mình vái chào a nguyên a lăng thậm chí tưởng cấp người gác cổng quỳ xuống tới nhưng đem người gác cổng hù nhảy dựng vội vàng xua tay không được không được các ngươi mau qua đi tìm người đi hiện tại thời buổi này lộn xộn vẫn là chạy nhanh tìm được thân nhân mới hảo kiều ngô đồng nhớ kỹ nhà này địa chỉ quyết định buổi tối lặng lẽ lại đây một chuyến đem không gian trung lương thực cấp người gác cổng này một ít xem như đối hắn cảm tạ này dương gia quả nhiên là dương thành nhà giàu kiều ngô đồng đi đến phố xá sầm quốc tùy tiện tìm một nhà cửa hàng đi vào hỏi thăm thực mau sẽ biết dương gia cụ thể địa chỉ nàng mã bất đình đề mang theo a nguyên a lăng qua đi muốn tìm được mai sơ lâm mang về làm hạ khê thôn mọi người đều cao hứng một chút lại không nghĩ rằng nàng loại này ý tưởng ở dương phủ cửa đã bị bóp chết cái gì ngươi nói mai sơ lâm không phải các ngươi dương phủ người kiều ngô đồng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng nghe được như vậy cái tin tức cả người đều một chính là hắn không phải thay thế các ngươi dương phủ đi cho người ta tặng đồ sao này nếu không phải các ngươi dương phủ người như thế nào sẽ làm hắn làm loại chuyện này a à? kia đều là bọn họ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng cách nói thôi chúng ta dương phủ chính là dương thành gia đình giàu có nơi nào còn cần đi cấp những cái đó người xa cơ thất thế tặng đồ dương phủ người gác cổng liền không có lúc trước kia ra người gác cổng dễ nói chuyện đầy mặt ngạo khí liền kém không trực tiếp mở miệng đuổi người các ngươi nói a à, khẳng định là phía trước ở nhờ ở chúng ta Dương phủ người, bọn họ cũng xác thật là từ chúng ta Dương phủ quá khứ, nhưng không phải chúng ta Dương phủ người. Hơn nữa a, à, chúng ta trong phủ hiện tại đã không có ở nhờ người, người nói người nọ cũng khẳng định không ở chúng ta trong phủ, chạy nhanh đi. Đừng đổ ở chúng ta cửa trước mắt. Chương 174 này nghiệt duyên, thật liền không dứt. Người hung cái gì hung, chúng ta chính là lại đây hỏi một chút tình huống mà thôi, đến nỗi như vậy sao? A à, nguyên tính tình không đủ ổn trọng nghe được đối phương ngữ khí không tốt liền nhịn không được cãi lại kiều ngô đồng lôi kéo a nguyên đem hắn câu nói kế tiếp tất cả đều đè ép đi xuống không chờ đối phương phát hỏa liền mở miệng xin lỗi xin lỗi a đứa nhỏ này tính tình có điểm cấp nếu hắn không ở các ngươi trong phủ chúng ta đây hiện tại liền đi cho ngài thêm phiền toái nói xong kiều ngô đồng liền lôi kéo a nguyên a lăn lui về phía sau lắc mình rời đi ngô đồng tỷ ngươi làm gì sợ hắn a bất quá chính là một cái hạ nhân mà thôi liền đôi mắt cái mũi trường đến bầu trời đi. Tuy nói rời đi dương phủ, nhưng là A Nguyên ngẫm lại người nọ thái độ vẫn là có chút tức giận bất bình. Hảo, đừng nóng giận. Ngươi cũng biết hắn người như vậy không tốt, vậy không cần cùng hắn chấp nhặt Hơn nữa ngươi vừa mới chú ý không có, ngươi nói chuyện thanh âm không tốt thời điểm, trừ bỏ kia. Người gác cổng, bên cạnh những người khác cũng đều có vây lại đây tư thế. Chúng ta dù sao cũng là người bên ngoài, Cùng loại này bản địa gia tộc thế lực vẫn là không cần có quá lớn liên lụy tương đối hảo, bằng không chậm trễ chúng ta quay đầu lại ra khỏi thành. Bởi vì đã sớm định ra bỏ ra thành sự tình, Kiều Ngô Đồng không nghĩ bởi vì nhất thời chi khí hủy diệt đại gia hỏa kế hoạch, bởi vậy quyết đoán kéo A Nguyên chạy nhanh chạy. Trải qua Kiều Ngô Đồng như vậy một giải thích, A Nguyên cũng nháy mắt bình tĩnh lại, ấy nấy nhìn về phía Kiều Ngô Đồng, Ngô Đồng tỷ, thực xin lỗi, ta vừa mới không tưởng nhiều như vậy. Ta ta sẽ không hỏng rồi đại gia sự tình đi, bằng không, ta trở về cho người ta nói lời xin lỗi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, A Nguyên ngữ khí còn mang theo một tia tiểu ủy khuất. Không cần, xem hắn như vậy, cũng không không thuận theo không buông tha, hẳn là không có việc gì. Nói nữa, ngươi cũng chưa nói cái gì quá mức nói, cũng không đến mức bởi vì cái này cùng chúng ta thượng cương thượng tuyến, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Mai Sơ Lâm sự tình lần sau lại nói, chúng ta nhìn đến chuyện của hắn, trở về đừng cùng những người khác nói, miễn cho mọi người cùng chúng ta hiện tại giống nhau, không vui mừng một hồi. Kiều Ngô Đồng sờ sờ A Nguyên đầu, Trấn An có chút thấp thỏm hài tử. Ở nhìn đến bên cạnh A Lăng hâm mộ ánh mắt, cũng thuận tay sờ soạn đi lên. Ân, đều nghe Ngô Đồng tỷ. Bị thuận xong mau A Nguyên liền cùng mèo con giống nhau, nhu hòa thực. Ba người trở về lúc sau, không cùng bất luận kẻ nào nói lên lúc trước nhạc đệm, dựa theo phía trước quy hoạch, đem trong đội ngũ sở hữu lương thực đều tập trung lên mặt khác dụng cụ gì đó, cũng đều ở thôn trưởng bên kia tập hợp, từ hôm nay trở đi, bọn họ liền phải thực hành quân sự hóa quản lý, thống nhất ăn cơm, cắt lượt các đêm, cắt lượt lộng hậu cần. Trừ bỏ lão nhược, cho dù là nữ nhân, cũng muốn luôn gác đêm, để ngừa gặp được phía trước hồ đồ tể lúc ấy đánh bất ngờ sự kiện. Kiều Ngô Đồng đem chính mình xe bò mặt trên lương thực đều dọn qua đi, thậm chí còn trộn hướng bên trong tắt mấy túi lương thực tinh, làm lại đây hỗ trợ các thôn dân đều kinh ngạc này xe bò chuyên chở lượng nhưng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới, cuối cùng chỉ có thể quy công với này lão đầu ngưu càng già càng dẻo dai, thậm chí không ít người tính toán chờ tới rồi địa phương an ổn xuống dưới, có phải hay không lại đây tìm kiều ngô đồng gia này lão đầu ngưu xứng cái loại. Đồ vật thống nhất sửa sang lại hảo, có cái danh sách lúc sau, ngày hôm sau kiều ngô đồng liền mang theo mọi người từ Dương Thành rời đi. Chỉ là ở ra khỏi thành môn thời điểm, hạ khê thôn đoàn người cùng lúc trước tương thành đám kia người ở cửa thành đụng vào. Như thế nào là bọn họ? đen đuổi. Nhìn đến Tương Thành trong đội ngũ từ nhà mình trong đội ngũ đi người, không ít thôn dân đều nhăn chặt mày. Thôn trưởng sắc mặt cũng trở nên rất khó xem, bởi vì hắn thấy được dẫn đầu Vân Thiều. Lúc này Vân Thiều chính cầm chính mình tú tài danh sách cùng thủ thành binh lính nói chuyện, này binh lính thái độ, có thể so ngày hôm qua bọn họ vào thành thời điểm khá hơn nhiều. Ngô Đồng, chúng ta gặp được Vân Thiều kia đám người, bọn họ giống như muốn vào thành, làm sao bây giờ? Thủ nhân nhìn đến Vân Thiều lập tức chạy đến kiều ngô đồng bên người bảo hộ các nàng, thuận tiện lại đây thảo chủ ý. Trao trộn, còn có thể làm sao? Kiều ngô đồng nhịn không được mắt trợn trắng, làm cho nàng có biện pháp nào đối phó vân thiều giống nhau. Bọn họ hiện tại vũ lực giá trị không thắng nổi liền tính, thân phận mặt trên cũng không đúng chờ. Chỉ là nhìn đến vân thiều gương mặt kia, kiều ngô đồng khí ngứa răng, này nghiệt duyên, chẳng lẽ liền thật sự không dứt. Lại xem kia binh lính chân chó bộ dáng, rõ ràng vẫn là coi trọng vân thiều cái này tú tài thân phận bọn họ nếu là cùng đối phương xảo lên này nhóm người khẳng định giúp đỡ một bên đều đừng lên tiếng chúng ta chạy nhanh đi là được tuy rằng trốn có điểm túng nhưng đây là kiều ngô đồng nghĩ đến biện pháp tốt nhất chỉ tiếc nàng muốn tránh né những người khác lại không chịu buông tha bọn họ kiều ngô đồng quả nhiên là ngươi hảo a rốt cuộc làm ta tìm được ngươi ở kiều ngô đồng không có chú ý đến một cái khác phương hướng Dương Thành cửa thành trên lầu, có cái nữ nhân thấy được Kiều Ngô đồng bộ dáng, ánh mắt một lăng, nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ nhân này, chính là lúc trước đến cậy nhờ Trương Toàn Đức Trần Minh Yến. Nàng lần này tới Dương Thành, là được Trương Toàn Đức mệnh lệnh, mang theo người lại đây tiếp nhận Dương Thành. Dương Thành dù sao cũng là cái tiểu thành, hơn nữa đại bộ phận quân coi giữ đều đi phía trước trợ giúp cứu tế, Trần Minh Yến mang theo không ít người mã lại đây, nương phủ thành đại ấn, nhanh chóng tiến vào Dương Thành huyện Nha, đem huyện lệnh đám người khống chế được, thành công bắt lấy Dương Thành. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chính mình thỏa thuê đắc ý lại đây tuần tra cái này tương lai thuộc về chính mình thành trì thời điểm, thế nhưng thấy được làm chính mình hận thấu xương nữ nhân. Kiều, Ngô, Đồng. Nếu không phải nàng, nàng như thế nào sẽ lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Nghĩ đến lúc trước ở phủ thành bên trong nhật tử, chẳng sợ hiện tại nàng tay cầm không ít quyền lợi, cũng khó có thể áp chế lửa giận đang xem rõ ràng Kiều Ngô Đồng là muốn ra khỏi thành môn, nàng lập tức vẫy tay kêu tới một cái người, "Người mau đi, làm phía dưới cho ta đem cửa thành đóng lại. Tuyệt đối không thể làm đám kia người rời đi Dương Thành." Này, bị tiếp đón tới tiểu binh vẻ mặt đau khổ, hắn còn tưởng rằng cái này cô nãi nãi kêu chính mình là có cái gì hảo sai sự, như thế nào cũng không nghĩ tới là như vậy cái sai sự. Phía dưới thủ vệ người lúc trước kỳ thật là cái thiên phu trưởng, vốn dĩ hẳn là muốn mang binh, lại bởi vì đắc tội mặt trên các lão gia bị biếm tới thủ cửa thành. Tuy nói làm này thủ cửa thành sự tình, nhưng là người này cũng cùng hầm cầu cục đá giống nhau, lại xú lại ngạnh, làm gì sự tình đều thích chiếu quy cũ tới. Cái này làm cho hắn tùy tiện quan cửa thành, không có huyện lệnh thư tay, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ấp úng làm gì, ma kỷ đã chết, chạy nhanh qua đi thông tri A. À. Như thế nào, lời nói của ta không dùng được. Là muốn cho các ngươi dẫn đầu lại đây cùng ngươi nói chuyện. Trần Minh Yến bản thân liền không phải cái gì tính tình người tốt, lúc này nhìn đến này tiểu binh rầm rì chính là không chịu nhúc nhích, khí lập tức liền mạo lên đây. Không đúng không đúng, thật sự là ngài không biết, phía dưới thủ cửa thành người nọ, đó chính là cái dầu muối không ăn chủ A. Chương 175 hỗn loạn. Này tiểu binh đem kia thủ thành binh lính lúc trước hành vi nói mấy cái ra tới, Trần Minh Yến mày cũng đi theo nhíu lại. Người này như vậy ngoan cố, vậy đem hắn giết đi, này không phải nhanh sao? đi theo Trương Toàn Đức như vậy một đoạn thời gian, Trần Minh Yến đã đã hiểu, chỉ cần không thể bị chính mình khống chế người, chẳng sợ lại lợi hại, cũng không thể lưu. Nhưng chúng ta cũng không ai có thể đánh thắng được hắn a. Tiểu binh đừng vấp, có chút bất đắc dĩ. Không phải không có người nghĩ tới như vậy cái đơn giản thô bạo biện pháp, nhưng người này là thật sự từ thay sơn biển máu bên trong bò ra tới, tính cảnh giác còn có vũ lực giá trị kia không phải người bình thường có thể so sánh, không có 7 8 cá nhân, căn bản bắt không được hắn nhưng hiện tại người nhiều như vậy, tìm người qua đi vây công hắn nói, sợ là sẽ bị mọi người biết. Đến lúc đó sự tình nháo lớn, Trần Minh Yến có hay không sự hắn không biết, chính hắn khẳng định là sống không nổi nữa. Hắn cũng chỉ nhận huyện thành ấn. Ta này phủ thành ấn, hắn có nhận biết hay không? Trần Minh Yến cũng không nghĩ tới sự tình như vậy khó làm, đau đầu dò. Hỏi. Này. Này liền không biết, bằng không, chúng ta đi xuống thử xem chỉ cần nàng đánh mất giết người ý niệm hắn cảm thấy chính mình có thể bồi nàng nhiều làm ầm ĩ một lát trần minh yến không nghĩ chính mình tự mình đi xuống cảm thấy mất mặt nhưng là kia phủ thành đại ấn không thể dễ dàng giao cho người khác nàng cũng chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mang theo người từ trên thành lâu xuống dưới đi vào cửa thành lúc này thủ thành các binh lính đã ở an bài tương thành người hướng bên trong vào lúc trước hạ khê thôn người cũng tìm được thời cơ tiến đến vân thiều bên người đem nhìn đến hạ khê thôn người chuẩn bị rời đi sự tình cùng Vân Thiều nói một lần. Không nghĩ tới a à, vận khí tốt như vậy, thế nhưng có thể ở bên này gặp được. Vân Thiều khóe miệng xả ra một mặt tà tứ ý cười, đem ánh mắt chuyển hướng Kiều Ngô Đồng trên người, trên dưới đánh giá. Thậm chí còn lo lắng Kiều Ngô Đồng không thấy mình, vất tay ý bảo. Kiều Ngô Đồng quay mặt đi, không đi xem Vân Thiều kia trương đắc ý mặt, ngóng trông chạy nhanh đến phiên chính mình cái này đội ngũ, chạy nhanh ra khỏi thành lại không nghĩ rằng từ cửa thành bên kia truyền đến một trận vang dội thanh âm, tạm dừng ra khỏi thành, lý đầu, ngươi lại đây một chút, vị này phủ thành khách quý làm ngài tạm dừng xử lý ra khỏi thành sự tình. Kiều Ngô Đồng trong lòng một đột, có loại điềm xấu dự cảm ập vào trong lòng. Nàng cũng không đi quản sự tình phía sau, giữ chặt thủ nhân, thấp giọng nói, sự tình giống như có điểm không thích hợp, ngươi trước không cần lo cho ta bên này, đi tìm thủ tính thương lượng một chút, chúng ta khả năng phải cưỡng chế phá vây. Đúng rồi, đừng từ vân thiều cái kia tiểu nhân bên kia đi, hắn khẳng định muốn ở bên trong làm sự. Hảo, ta đã biết. Thủ nhân vẫn là tin tưởng kiều ngô đồng sức phán đoán, lập tức nhảy xuống xe bò, hướng thủ tính phương hướng chạy như bay mà đi. Kiều ngô đồng không biết, ở phía trước nhất, có cái nàng hình bóng quen thuộc nghe thế câu nói cũng cả người rung lên một chút, âm thầm cầu nguyện, hy vọng thúc thúc cái này ra khỏi thành thủ tục chạy nhanh xong xuôi, có thể làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Sơ lâm, ngươi dựa vào lại nằm trong chốc lát ngươi này bản thân liền không có tu dưỡng hảo nếu không phải vì tìm cái lấy cớ rời đi dương phủ cũng không đến mức làm ngươi kéo bệnh thể đi ra ngoài giúp chúng ta tặng đồ thẩm ngọc nhan cầu nguyện xong liền nhìn đến bên cạnh sắc mặt tái nhật mai sơ lâm trong lòng đau xót ta không có việc gì ngươi này không phải cũng là không có biện pháp sao đúng rồi ngọc nhan ngươi lúc trước nói biết nhà ta người ở nơi nào ta khi nào có thể nhìn thấy bọn họ a à? mai sơ lâm nhìn về phía thẩm ngọc nhan ánh mắt thanh triệt thực Hoàn toàn đã không có lúc trước sầu lo cùng phiền muộn, phản phất một cái không biết thế sự hài tử giống nhau. Nhìn Mai Sơ Lâm như vậy, Thẩm Ngọc Nhan càng không biết như thế nào giải thích. Là nàng phát hiện Mai Sơ Lâm thỉnh cầu thúc thúc cứu hắn một mạng, vốn là tưởng từ Mai Sơ Lâm bên này được đến Kiều Ngô Đồng bọn họ tin tức, lại không nghĩ rằng Mai Sơ Lâm tỉnh lại lúc sau, thế nhưng cái gì đều không nhớ rõ. Nếu không phải Mai Sơ Lâm xem nàng tương đối quen mắt, hơn nữa nàng nói với hắn biết người nhà của hắn sự tình, Bảo đảm dẫn hắn đi gặp người nhà, người này đã sớm không chịu lưu lại. Hắn cho dù là mất trí nhớ, cũng nhớ kỹ chính mình nhất định phải trở về, trong nhà có rất quan trọng người đang chờ chính mình. Thẩm Ngọc Nhan vừa định mở miệng trấn an một chút Mai Sơ Lâm, liền nghe được thúc thúc ở bên kia vội vàng kêu, "Mau, chúng ta mau ra khỏi thành, thủ tục làm tốt. Cái kia đáng chết Trần Minh Yến lại đây, nhất định phải thừa dịp hai bên còn không có thương lượng hảo, chúng ta chạy nhanh đi." bằng không bị cái này có thù tất báo nữ nhân bắt được tới rồi, sợ là chúng ta đều không có cái gì ngày lành quá. Này một giọng nói, đem thẩm ngọc nhan lúc trước muốn lời nói đều đè ép đi xuống, nàng không quản mai sơ lâm, vội vàng từ trong xe ló đầu ra, liếc mắt một cái mặt sau, quả nhiên thấy được Trần Minh Yến kia trương vên váo tự đắc mặt. Sợ Trần Minh Yến nhìn đến chính mình, thẩm ngọc nhan vội vàng đem đầu thu hồi đi, thành thành thật thật ở trong xe chờ. Thủ vệ lý đầu còn ở cùng Trần Minh Yến ngạnh cương, nhưng Trần Minh Yến đã chờ không kịp, tuy rằng biết Kiều Ngô Đồng còn ở bên này, không có chạy trốn, nhưng nàng lười đến cùng cái này cuộc lừa tiếp tục nói chuyện. Mà là quát hỏi nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi tưởng cãi lời quan trên mệnh lệnh không thành? Huyện lệnh nói ngươi nghe, tri phủ mệnh lệnh ngươi liền không nghe xong. Ta này phủ thành đại ấn, chẳng lẽ còn có thể làm bộ không thành? Này liên tiếp quát hỏi xuống dưới, tạp lý đầu trước mắt một trận ngất đi. Hắn tuy rằng là cuộc lừa, nhưng cũng biết không có thể vẫn luôn cùng thượng cấp ngạnh khiên, bởi vậy ở đối mặt Trần Minh Yến cường thế, cũng chỉ có thể nhường nhịn xuống dưới. Liền ở lý đầu thoái nhượng, chuẩn bị tuần hoàng Trần Minh Yến yêu cầu đóng cửa cửa thành thời điểm, Kiều Ngô Đồng bên kia cũng đã liên hệ hảo sở hữu hạ khê thôn người. Bọn họ ghé vào cùng nhau, lấy thủ tính thủ nhân dẫn dắt nhân vi mũi tên, mênh mông cuồn cuộn hướng ngoài cửa hướng. Kiều Ngô Đồng một bên vội vàng xe, một bên cao giọng hô, đại gia mau hướng A. Nữ nhân này là lưu dân người, lúc trước đã bắt lấy Phủ Thành, đem Phủ Thành tàn sát không còn. Hiện tại lại muốn trò cũ trọng thi, đóng cửa tàn sát chúng ta Dương Thành người, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chạy nhanh chạy a. À. Nàng một người thanh âm không lớn, nhưng là hạ khê thôn mặt khác thôn dân cũng đi theo cùng nhau rống to, mấy chục hào người thanh âm này liền lớn. Hơn nữa nàng trong lời nói đủ loại tình huống nghe đều thảm thiết thực, cực có kích động tính, làm những người khác cũng không tự giác đi theo bọn họ cùng nhau vọt lên. Không chờ lý đầu bọn họ bắt đầu hành động, trường hợp liền hỗn loạn lên. Mọi người điên rồi giống nhau hướng ngoài cửa hướng, sợ kiều Ngô Đồng trong miệng tàn sát sự tình biến thành hiện thực. Những cái đó chuẩn bị vào thành người, còn lại là nghe được lúc sau lập tức quay đầu, cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy đi. Thậm chí còn có chút trong thành người, khoảng cách cửa thành gần, nghe được hạ khê thôn người cùng kêu lên hò hét, cũng hoảng không được, vội vàng từ trong nhà thu thập hảo đồ tế nhuyễn, cũng vội vàng đuổi kịp phía trước đại bộ đội hướng cửa thành ngoại buông đào. Câm miệng, ngươi đừng nói bậy, chúng ta không phải, chúng ta không có. Trần Minh Yến tâm thái đều sắp bị Kiều Ngô Đồng làm tạc nước ra, này chậu phân khấu cũng quá lớn. Chỉ là lúc này người nhiều thực, đầu óc đều không đủ thanh tĩnh, căn bản không ai nghe nàng giải thích. Đừng nói những cái đó dân chúng, liền lý đầu còn có bên cạnh mặt khác dương thành tên lính nhóm, đều đối nàng nổi lên hoài nghi. Chương 176 thành công chạy thoát. Như thế nào, các ngươi phải tin tưởng nàng lời nói, hoài nghi ta sao? Chớ quên, ta trên tay chính là có tri phủ đại ấn. Trần Minh Yến nhìn đám kia binh lính đều dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía chính mình, vội vàng đem trong tay tri phủ đại ấn lấy ra tới. Thiết, ngươi cái kia đại ấn, ai biết có phải hay không từ nơi nào trộn tới? Kiều Ngô Đồng lỗ tai thực tim, nghe được Trần Minh Yến thanh âm lúc sau, lập tức liền lớn tiếng mở miệng phản bác. Đồng thời vội vàng nhìn phía trước thủ nhân cùng thủ tính hai người, hy vọng bọn họ có thể chạy nhanh phá tan phía trước trạm kiểm soát. Cũng may bởi vì Trần Minh Yến kêu người nguyên nhân, lúc trước thủ các binh lính bởi vì nàng mệnh lệnh đi qua, phía trước là không có người chặn đường, nhưng hố cha chính là, Kiều Ngô Đồng lúc trước mấy giọng nói làm tất cả mọi người bắt đầu sao động lên, phía trước người đều ở không ngừng hướng cửa thành ngoại chạy, mọi người tể thành một đoàn, hạ khê thôn người còn có. Không ít ngựa xe, tốc độ căn bản mau không đứng dậy. Kiều Ngô Đồng, khẳng định là ngươi ở bên kia nói hô nói vượng, Ngươi đừng tránh ở trong đám người mặt nói chuyện, ngươi đi ra cho ta. Trần Minh Yến xác định vừa mới cái kia thanh âm chính là Kiều Ngô Đồng, giận sôi máu, đối với đám người liền bắt đầu vô năng cuồng nộ. Ngươi làm ta ra tới, ta liền ra tới. Vậy ngươi làm ta chết, ta có phải hay không còn phải đương trường chết một lần a? À? Kiều Ngô Đồng yên lặng mắt trợn trắng, nhưng là lại không dám mở miệng nói chuyện. nàng lại không ngốc, này nếu như bị Trần Minh Yến bắt được đến chính mình, nàng đã có thể không có gì ngày lành qua. Vân Thiều bên kia người cũng không có gia nhập này đàn loạn cục bên trong, bọn họ đã tiến vào cửa thành, lúc này tiến đến đám kia binh lính phía sau, thấp giọng dò hỏi Vân Thiều, lão đại, chúng ta muốn hay không qua đi hỗ trợ ngăn lại hạ khê thôn đám kia người? Đi cản làm gì? Như thế nào, ngươi cứ như vậy cấp đi đưa người khác cẩu? Ta sai sự bất động ngươi. Vân Thiều lạnh lùng nhìn về phía mở miệng nói chuyện người này, người này tự hồ là lúc trước hạ khê thôn người, tự giác chính mình cùng Vân Thiều tương đối quen thuộc, liền luôn là hướng Vân Thiều bên người thấu, tưởng ở cái này trong đội ngũ tìm tồn tại cảm. Chỉ là Vân Thiều lại không ăn hắn này một bộ, nghe được chính mình không muốn nghe, liền trực tiếp cấp dỗi trở về, chút nào không cho mặt mũi. Người này ngượng ngùng lùi về đi, nửa ngày không hé răng, những người khác còn lại là nhìn về phía Vân Thiều, chờ Vân Thiều phân phó. Trải qua Vân Thiều mấy ngày nay động tác, bọn họ minh bạch Vân Thiều chính là như vậy cái nói một không hai người, không thuận hắn tâm người đều giết chết, hoàn toàn từ bỏ cùng Vân Thiều đối kháng ý niệm. Chúng ta liền ở bên này xem náo nhiệt là được, mặt khác sao, đều đừng động. Vân Thiều một tay chống cầm, nhìn trong đám người hạ khê thôn người phương hướng. Hắn không cho người qua đi quấy rối, không phải đối kiều ngô đồng hai mẹ con từ bỏ. Mà là hắn biết nếu không cho kiều ngô đồng bọn họ rời đi nói, sợ là kiều ngô đồng thực mau liền sẽ bị Trần Minh Yến nữ nhân này bắt lại. Nàng hiện tại có phía chính phủ bối cảnh, vân thiều cũng không thể dễ dàng từ nàng trong tay đem người mang đi còn không bằng làm thuận nước dông thuyền làm kiều ngô đồng thuận lợi rời đi dù sao hắn đã làm khỉ ống treo ở hạ khê thôn người phía sau tùy thời khống chế bên kia hướng đi chỉ cần hắn tưởng kiều ngô đồng đoàn người chạy thoát không được hắn lòng bàn tay mặt khác một bên trần minh yến trên tay tri phủ đại ấn vẫn là có nhất định mức độ đáng tin lý đầu tuy rằng cố chấp nhưng cũng đúng là bởi vì này phân cố chấp hắn nhận định sự tình rất khó thay đổi. Nếu xác định Trần Minh Yến trong tay đại ấn là thật sự, chẳng sợ Trần Minh Yến mệnh lệnh lại như thế nào thái quá, hắn vẫn là không chút cẩu thả chấp hành. Mau, lấy trường côn lại đây, đem những người này đều tách ra, đi đem cửa thành đóng lại. Lý đầu ra mệnh lệnh tới, thủ thành các binh lính sôi nổi bắt đầu hành động lên. Kiều Ngô Đồng nhìn đến mặt sau động tĩnh, càng thêm sốt ruột, vội vàng thúc giục nói, phía trước thế nào, còn có thể hay không đi rồi, Bên kia lại đây muốn quan cửa thành, nhanh lên a. Đừng có gấp, lập tức. Thủ tính nghe được Kiều Ngô Đồng nói, vội vàng trấn an. Bọn họ ở phía trước làm mũi tên, đã đem mặt khác người rải rác giải khai, xếp thành một cái thẳng tắc, đem trung gian lộ không ra tới, làm ngựa xe có thể thông hành. Bởi vì vũ lực giá trị cũng đủ, những người khác cho dù là lại như thế nào khó chịu, cũng không dám nhiều lời chút cái gì. Đến nỗi hạ khê thôn người, nhìn đến có đường ra tới, lập tức ở kiều Ngô Đồng An bài hạ, dựa theo trình tự đi phía trước tiến lên. Ngựa xe trước ra khỏi thành, mặt khác đi đường người cũng vội vàng đuổi kịp, sợ mặt sau người truy lại đây. Phía trước bị thủ tính cùng thủ nhân vọt tới hai bên người cũng bất chấp tiếp tục mắng chửi người, đi theo hạ khê thôn người phía sau, liều mạng ra bên ngoài tể. Đều dừng lại, đừng tể, quan cửa thành. Bọn lính trong tay cầm trường côn, đối với đám người chính là một trận kích thích, đem không ít vội vàng muốn lao ra đi người cấp đẩy đến một bên ngã trên mặt đất người minh bạch chính mình đã mất đi lao ra đi cơ hội, nghĩ đến Kiều Ngô Đồng lúc trước lời nói, nhìn không được gào khóc lên. Mọi người đều là quê nhà hương thân, các ngươi liền như vậy muốn nhìn chúng ta đi tìm chết sao? Các ngươi này giúp chó săn, liền biết đi theo làm quan mặt sau vẫy đuôi lấy lòng, tai họa chúng ta dân chúng thời điểm, đó là thật sự có một bộ. Chúng ta nếu là thật sự xảy ra chuyện, ta liền nguyền rủa các ngươi. Cho các ngươi không chết tử tế được. Quán giận mắng thanh không ngừng nhớ tới, này đàn binh lính vội vàng mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía lý đầu lý đầu cao mày nhưng vẫn là ở trần minh yến ý bảo hạ căn gia đầu tiếp tục phân phó nói kia nữ nhân phía trước đều là nói bừa các ngươi liền dựa theo phân phó hành sự là được là không có biện pháp bọn lính chỉ có thể tiếp tục hành động tùy ý hai bên người tiếp tục lớn tiếng mắng hạ khê thôn người đại bộ phận đã chạy ra cửa thành ngoại nhưng lại không dám trời đi lâu lắm mà là lưu tại bên kia chờ dư lại không có ngồi xe người ra tới còn có lưu thủ ở cuối cùng thủ tính thủ nhân một đám người. Bọn họ đã cùng cầm trường côn các binh lính đối thượng, thân vô tất thiết bọn họ bằng vào chính mình vũ lực giá trị, từ đối phương trong tay cướp đi trường côn, bắt đầu đánh trả. Mau, đều qua đi hỗ trợ. Nhìn đám kia binh lính như vậy không còn dùng được, Trần Minh Yến vội vàng phân phó bên người người cùng qua đi hỗ trợ. Bên người nàng đi theo, là trương toàn đức phái lại đây lưu dân trung tinh anh, có không ít người thậm chí ở ngưu đại tráng dạy dỗ hạ học xong võ công, đối phó thủ nhân thủ tính là không được nhưng là tại đây đàn bọn lính dưới sự trợ giúp bắt lấy bọn họ vài người vẫn là không thành vấn đề mắt thấy thủ nhân thủ tính bên kia áp lực càng thêm lớn kiều ngô đồng gấp đến độ không được nàng vội vàng đếm hạ khê thôn người xác định hạ khê thôn người đã không sai biệt lắm đều rời đi vội vàng hô thủ nhân mau ra đây chúng ta người đã đều ra tới chúng ta đi hảo thủ nhân bọn họ liền chờ tin tức tốt này đâu xác định hạ khê thôn người đã toàn bộ đi ra ngoài không có một cái để sót thủ nhân lập tức đem trong tay trường côn hướng mặt khác một bên một ném bởi vì trong đó quán chú nội lực này trường côn sức mạnh thực đủ lập tức đem vài cái binh lính còn có lưu dân đều lộng ngã xuống đất nhân cơ hội này thủ nhân thủ tính mang theo chính mình thủ hạ chạy ra khỏi cửa thành không ít lúc trước bị quét đến bên cạnh lớn tiếng mắng người cũng thừa dịp cơ hội này trọng đạo chạy tới mà bên kia vẫn luôn ở đẩy cửa thành các binh lính cũng rốt cuộc ở kẻo kẹt một thanh âm vang lên sau đóng lại đại môn chương 177 tạm thời tách ra. Đáng chết, ai làm ngươi hiện tại quan cửa thành? Trần Minh Yến buồn bực chùi y chùi y bên cạnh tráng hán, một hơi thiếu chút nữa không đi lên, chẳng sợ vừa mới không có ngăn lại người, nhưng là cửa thành không liên quan thượng nói, nàng vẫn là có thể lập tức làm người qua đi truy, đem kiều ngô đồng tiện nhân này lưu lại. Nhưng là lúc này cửa thành đóng lại, này cửa thành chốt mở đều yêu cầu thật dài một đoạn thời gian, chờ đến nàng lại lần nữa mở ra cửa thành, sợ là thật dài thời gian đều đi qua, Kiều Ngô Đồng đám người đã sớm bỏ trốn mất dạng. Khi còn không phải ngươi, phía trước hỗ trợ truyền lời binh lính nhịn không được phun tào, nhưng là ở Trần Minh Yến giết người trong ánh mắt nhắm lại miệng. Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao? Phía trước cho các ngươi đóng cửa thời điểm, các ngươi. Ở bên này dong dong dài dài nửa ngày không liên quan. Hiện tại không nên đóng cửa thời điểm, các ngươi khen ngược, cho ta toàn đóng lại, hiện tại ta như thế nào qua đi truy người. Mắng xong một hồi, trần minh yến vẫn là tâm tình khó chịu lại nhìn đến bên cạnh không ngừng mắng người lòng dạ càng thêm không thuận nàng vẫy vẫy tay đối với mọi người nói được rồi có thể khai khai đi đem những người này đều cho ta oanh đi ồn ào nhốn nháo ồn muốn chết nếu kiều ngô đồng các nàng đã đi rồi cũng liền không cần thiết đem cái này cửa thành đóng lại tuy nói kiều ngô đồng phía trước cho hấp thụ ánh sáng nàng là lưu dân thân phận nhưng là những người này cũng không có cái gì minh xác chứng cứ căn bản không thể lấy nàng thế nào nàng cũng liền lười đến lưu lại này nhóm người. Hảo hảo hảo. Lý đầu cũng không nghĩ nhìn này đàn quen thuộc các hương thân xui xẻo, ở nghe được Trần Minh Yến sau khi phân phó, lập tức gật đầu. Thậm chí xem kia mấy cái binh lính bị đánh thực thảm, chính mình chạy tới hỗ trợ mở ra cửa thành. Trần Minh Yến lại nhìn quét liếc mắt một cái cửa thành, hậm hực rời đi. Phát hiện Kiều Ngô Đồng chuyện này chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn chi hỉ, nàng vẫn là có chính sự nhi phải làm. Kiều Ngô Đồng bên kia, hạ khê thôn người đang ở vì chính mình thoát đi dương thành mà cảm thấy vui vẻ tất cả mọi người kích động không được đi đường cũng trở nên càng hăng say lên nhưng mà lúc này cái này đội ngũ dẫn đầu người chi gian không khí lại không có cao hứng như vậy ngươi thật sự làm tốt quyết định phải rời khỏi kiều ngô đồng ánh mắt nhìn về phía thủ tính hiển nhiên rất là không rõ hắn vì cái gì muốn hiện tại rời đi đúng vậy ta có cần thiết phải rời khỏi lý do thủ tính rủ mắt không dám nhìn thẳng kiều ngô đồng ánh mắt hắn cũng biết, Kiều Ngô Đồng hiện tại yêu cầu hắn, cũng yêu cầu hắn thủ hạ người. Chính là lần này Trần Minh Yến xuất hiện, làm thủ tính lúc trước rời đi phủ thành cái loại này không tốt cảm giác mở rộng. Trần Minh Yến bên người đi theo mấy cái tráng hán, là lúc trước đi theo ngưu đại tráng bên người lại đây tìm bọn họ phiền toái người. Khi Trần Minh Yến là lưu dân người, chính là không thể nghi ngờ sự tình. Đám kia lưu dân, ở bắt lấy phủ thành lúc sau, thực mau lại bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương, này căn bản là không phải bình thường lưu dân hẳn là có bộ dáng, này nhóm người sau lưng, khẳng định có mặt khác thế lực ở chống đỡ. Thủ tính lưu tại hạ khê thôn lâu như vậy, trừ bảo muốn đang âm thầm bảo hộ Mai Nhược Hiên an toàn, còn có thu thập bên này tình báo truyền quay lại kinh thành công tác. Hiện tại nơi này ra lớn như vậy nhiễu loạn, làm những người khác truyền tin đi kinh thành, thủ tính không yên tâm. Hắn chuẩn bị tự mình dẫn dắt hai cái tâm phúc, hành quân gấp đi kinh thành, đem nơi này tin tức đều báo cho lưu tại kinh thành những người khác sợ là bên này nhiễu loạn sau lưng có rất lớn âm mưu đến làm kinh thành người sớm ngày làm ra chuẩn bị nếu ngươi đã đã hạ quyết tâm ta đây cũng không ngăn cản ngươi ngươi đi chọn ngươi trên đường phải dùng đến đồ vật đi tuy rằng kiều ngô đồng vẫn là không thể lý giải nhưng trông coi tin như vậy kiên định ánh mắt kiều ngô đồng biết hắn đã làm tốt quyết định chính mình muốn ngăn cũng ngăn không được đơn giản liền từ bỏ ngươi thật sự làm ta rời đi thủ tính đột nhiên nâng lên tới có chút không dám tin tưởng nhìn về phía kiều ngô đồng kiều ngô đồng gật gật đầu cười nói bằng không đâu nói giống như ta không cho ngươi đi ngươi liền không đi giống nhau mau đi lấy một ít ngươi thích hợp mang ở trên đường đồ vật đi nhiều lấy điểm đi đi kinh thành kia một đường cũng không thể so chúng ta bên này nhẹ nhàng phía trước ngươi cho ta một trăm lượng ngân phiếu ta cũng vô dụng đi ra ngoài ngươi vẫn là chính mình cầm dùng đi trên đường cẩn thận một chút đem ngân phiếu đưa cho thủ tính lúc sau kiều ngô đồng xoay người liền đi không cho thủ tính tắt ngân phiếu trở về cơ hội thủ tính đứng ở tại chỗ, trong tay nhéo kia chương hơi mỏng ngân phiếu, nhìn kiều ngô đồng bóng dáng, có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Là cái gì cho kiều ngô đồng ảo giác, làm nàng cảm thấy, chính mình trong tay, cũng chỉ có như vậy một trăm lượng đâu. Ngẫn người làm gì đâu, nói tốt không có. Có phải hay không nên trở về thu thập đồ vật? Ai, ngươi trở về lúc sau giúp đỡ ta cùng bọn họ giải thích hạ, không phải ta không đi theo thiếu gia, thật sự là thiếu gia buộc ta lại đây thủ nhân tưởng tượng đến các huynh để biết hắn không có nghe theo dặn dò đi theo Mai Sơ Vũ bên người, liền sọ não đau. Đã biết, nhìn thấy bọn họ ta sẽ nói chuyện này. Chỉ sợ, khi đó, bọn họ đã không có thời gian tới quản chuyện này. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi? Từ nơi nào đi? Trong chốc lát thu thập thứ tốt liền đi, ta mang xuôi gió xuôi nước hai người đi, dư lại người đều giao cho ngươi. Ngươi cũng là, đừng lỗ mãn hấp tấp, nhớ rõ bảo vệ tốt tiểu chủ tử. Thủ tính vẫn là không yên tâm thủ nhân một người ở bên này, luôn mãi dặn dò. Đã biết đã biết, đừng dông dài, không phải sốt ruột phải đi sao, chạy nhanh đi thu thập đồ vật đi. Thủ nhân không muốn nghe thủ tính tiếp tục dông dài, đẩy thủ tính liền qua đi thu thập đồ vật, thủ tính cũng là sốt ruột rời đi, không có tiếp tục cùng hắn bẻ xả, bắt đầu thu thập chính mình trên đường muốn mang đồ vật. Chỉ là ở đi phía trước, vẫn là đem trưởng quầy hô qua tới, dặn dò nói, người bên kia nhân thủ, nhất định phải nhiều chú ý kiều ngô đồng hai mẹ con an toàn ta không ở trong khoảng thời gian này ngươi lấy kiều ngô đồng mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó đã biết sao đến nỗi thủ nhân hắn làm ngươi làm cái gì ngươi nói cho kiều ngô đồng là được làm nàng làm quyết định trưởng quầy có chút kinh ngạc như thế nào cũng không nghĩ tới thủ tính thế nhưng làm chính mình nghe một cái hoàng mau nha đầu nói bởi vậy nửa ngày không có hồi phục ngươi là tại hoài nghi ta quyết định sao thủ tính nhíu mày Kiều Ngô Đồng lúc trước làm như vậy nhiều sự tình, chẳng lẽ còn không có hoàn toàn bẻ chính những người này trong ốc mặt nam nữ phân biệt. Không đúng không đúng, ta chính là nhất thời không phản ứng lại đây, ngài yên tâm, ta nhất định nghe nàng lời nói. Nhớ kỹ chính ngươi lời nói liền hảo. Không có mặt khác phân phó, thủ tính vất tay làm người rời đi, chính mình cũng không đi theo những người khác từ biệt, mang theo xuôi gió xuôi nước hai người cưỡi lên mã liền rời đi. Kiều Ngô Đồng ngồi ở lão ngưu trên người, Đem không gian trung cỏ nuôi súc vật sớm người không chú ý nhét vào lão Ngưu trong miệng, thấp giọng nỉ non, "Thủ tính đi rồi, cũng không biết hắn lần này đi kinh thành có thể hay không làm ra sự tình gì tới." Chúng ta lúc sau cũng không biết nên đi chạy đi đâu, "Lão Ngưu a, à, ngươi nói, về sau ta nên làm cái gì bây giờ nga?" Chương 178 hướng điên thành bên kia đi. Lão Ngưu khẳng định là không biết lúc sau nên làm cái gì bây giờ, Kiều Ngô Đồng cũng không trông cậy vào có thể từ lão Ngưu bên này biết cái gì tin tức chỉ là muốn tìm cái hốc cây nói hết một chút ngô đồng a ngươi một người ở bên này làm gì đâu đi qua đi bên kia chúng ta thương lượng một chút kế tiếp hướng nơi nào chạy đi thôn trưởng từ phía sau chậm rì rì đi tới tiếp đón kiều ngô đồng đi phía trước cùng nhau thương lượng sự tình kiều ngô đồng gật đầu ngoan ngoãn từ lão ngư bối thượng xuống dưới vỗ vỗ lưu luyến không rời còn tưởng đòi lấy mới mẻ cỏ nuôi súc vật lão ngưu đi theo thôn trưởng đi tới bọn họ lúc trước tụ tập địa phương ngô đồng a vừa mới ta giống như nhìn đến triệu đại phu mang theo người cưỡi ngựa đi rồi, phát sinh chuyện gì a? À? Hạ khê thôn thôn dân có chút lo lắng thủ tính hướng đi, nhìn đến kiều ngô đồng, lập tức mở miệng dò hỏi lên. Hắn có chút việc muốn đi ra ngoài xử lý một chút, chờ xử lý tốt, còn sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta đi quảng lăng phủ. Tập hợp, ta đã cùng hắn giảng hảo, hắn nếu là làm tốt sự tình đến quảng lăng phủ không tìm được chúng ta, liền trước tiên ở bên kia cấp chúng ta an bài hảo chỗ ở gì đó đến lúc đó chúng ta đi qua cũng có có thể đến cậy nhờ địa phương kiều ngô đồng không nghĩ làm hạ khê thôn người biết thủ tính thân phận bởi vậy tìm cái lấy cớ đưa bọn họ trấn an qua đi những người khác đảo cũng chưa từng có nhiều truy vấn ở biết thủ tính vẫn là sẽ trở về trừ bỏ cảm thán dọc theo đường đi thiếu cái đại phu cái này muốn càng thêm cẩn thận cũng không có nói cái gì đó thôn trưởng ngài lần này kêu ta lại đây là muốn thảo luận sự tình gì a à? kiều ngô đồng vội vàng nói sang chuyện khác dò hỏi thôn trưởng lúc trước tìm nàng nguyên nhân là cái dạng này chính là đại gia muốn hỏi một chút ngươi lúc sau lộ tuyến đi như thế nào có phải hay không xác định xuống dưới thôn trưởng cuối cùng là nhớ tới chính mình qua đi kêu kiều ngô đồng lại đây nguyên nhân vội vàng nói ra chuyện này không phải phía trước nói qua sao chúng ta hiện tại chỉ có thể hướng biên thành cái kia phương hướng đi rồi a à. kiều ngô đồng có chút kinh ngạc chẳng lẽ lúc trước thảo luận thời điểm thôn trưởng không ở sao nàng lúc này cũng nhớ không rõ lúc ấy thảo luận thời điểm đều có ai ở. Có thể là ta tuổi lớn, sự tình nhớ không rõ lắm. Thông trưởng có chút ngượng ngùng giải thích, nhưng thực mau phía dưới mặt khác thôn dân sôi nổi mở miệng, thực mau liền đem hắn nói đều ngăn chặn. Ngô Đồng A, chúng ta muốn từ biên thành bên kia đi A. Biên thành bên kia nguy không nguy hiểm A. Ta như thế nào nhớ rõ nghe người ta nói quá bên kia có gì mang tộc gì đó, dù sao chính là ngoại tộc người. Những người đó hung thật sự lạc, giết người còn thích cắt đầu mang đi, Thiên A, à, quá dọa người. Có phải hay không thật sự A? À? Khi ngô đồng, chúng ta nhất định phải từ bên kia đi sao? Ngươi nhìn xem chúng ta này đàn người già phụ nữ và trẻ em, này nếu là gặp được cái gì mang tộc người, này không phải trực tiếp đi chịu chết sao? Bởi vì đã biết mang tộc người hung tàn, hạ khê thôn mọi người đều bắt đầu sợ hãi lên, bọn họ gặp qua nhất hung ác người, cũng bất quá chính là lại đây thu thuế bạc tiểu lại. Tiểu lại lại như thế nào quá mức, cũng bất quá chính là khi dễ một chút bọn họ, nhưng không có muốn bọn họ mệnh. Không có việc gì, đại gia không cần lo lắng, hiện tại biên cương còn xem như tương đối an ổn. Những cái đó mang tộc người dễ dàng không dám đến biên quan, hơn nữa chúng ta qua đi, chỉ là mượn cái nói, thực mau liền đi vòng đi địa phương khác. Kiều Ngô Đồng nỗ lực trấn an, cuối cùng là đem hạ khê thôn mọi người cảm xúc trấn an xuống dưới. Đúng rồi, thôn trưởng ngươi vừa lúc ở bên này, cho đại gia Hỏa Nhi an bài hạ lúc sau phải làm sự tình đi kiều ngô đồng thấy đại gia cảm xúc yên ổn xuống dưới khiến cho thôn trưởng cho đại gia an bài kế tiếp phải làm sự tình hảo dời đi mọi người lực chú ý đúng vậy chuyện này ta cấp đã quên thôn trưởng một phách tráng lúc trước ở dương thành thời điểm đã làm quyết định lúc sau mọi người liền cũng ở bên nhau phân tổ làm việc chỉ là lúc ấy còn không có tới kịp cấp mọi người phân tổ an bài sự tình liền bởi vì trần minh yến xuất hiện phá hủy hết thảy lúc này kiều ngô đồng mở miệng thôn trưởng lập tức nhớ tới lấy ra chính mình lúc trước đã chuẩn bị cho tốt danh sách, dựa theo danh sách bắt đầu an bài sự tình. Thôn trưởng đối hạ khê thôn người phi thường hiểu biết, người nào là thật sự thân thể không tốt lắm không thể an bài sự tình, người nào gia quan hệ không hảo không thể an bài ở bên nhau, hắn đều biết đến rõ ràng. Có thôn trưởng hỗ trợ, an bài công tác sự tình, Kiều Ngô Đồng căn bản không có lo lắng, hắn cũng đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Nhìn không có chuyện khác, Kiều Ngô Đồng liền rời đi bên này nơi tụ tập, qua đi A Nguyên A Lăng bên kia tìm ba cái hùng hài tử. Vừa lúc cũng đem thôn trưởng cho bọn hắn mấy cái lưu dân hài tử an bài công tác cùng bọn họ nói một chút, làm cho bọn họ đi tìm thôn trưởng đưa tin. Mẫu thân, thẩm thẩm, kiều ngô đồng vừa đến địa phương, đã bị tam trọng làm nũng thanh hấp dẫn, tiểu đoàn tử ỷ vào chính mình đại chỉ một ít, chạy nhanh một ít, nhảy tới rồi kiều ngô đồng trong lòng ngực, dùng sức làm nũng. Này không phải mới cùng mẫu thân tách ra không bao lâu sao, liền tưởng ta. Kiều ngô đồng xoa xoa tiểu đoàn tử đầu, thuận tay tiếp nhận mặt sau hai chỉ đi tương đối chậm cục bột nếp. Tưởng lạp. Thẩm thẩm, ta hôm nay hảo ngoan ngoãn Nga, có hay không khen thưởng? Quả mơ lan chớp mắt to, ngửa đầu nhìn về phía kiều ngô đồng. Loại này mãn tâm mãn nhãn chỉ có chính mình cảm giác thật sự là thật tốt quá, kiều ngô đồng không chống cự trụ manh vật làm nũng, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tiểu thịt mặt, nói đi, chúng ta tử lan tiểu bằng hữu nghĩ muốn cái gì khen thưởng lạp. Hì hì, không phải ta một người muốn sao, mọi người đều muốn. Tử Lan thẹn thùng cúi đầu, chúng ta muốn ăn ngon. Ba cái hài tử thường xuyên cùng đại hài tử ở bên nhau chơi, nói chuyện đều so với phía trước nhanh nhẹn không ít, đã có thể thực minh xác biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Kiều Ngô Đồng xem trọng mấy đôi mắt đều thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình, chờ nàng phản ứng, liền biết này đó hài tử là thèm. Nàng bất đắc dĩ cười cười, hảo đi, xem ra mọi người đều thèm a. À, bất quá hiện tại nhà chúng ta đồ vật đã toàn bộ đều tập hợp đến cùng nhau, chúng ta muốn lộng cái tiểu táo chỉ sợ là không được. Nếu không như vậy đi, các ngươi cùng ta cùng nhau qua đi, chúng ta hôm nay đi cấp nấu cơm tiểu đội hỗ trợ thế nào. Như vậy ta còn có thể nhìn xem bên kia có cái gì tài liệu, cho các ngươi chuẩn bị cái gì ăn ngon. Hảo gia hảo cũng. Tiểu đoàn tử cùng Long Phượng thai nào biết đâu rằng Kiều Ngô đồng ý tứ, chỉ là xem Kiều Ngô đồng là đồng ý, lập tức nhảy nhót lên, biểu đạt chính mình vui sướng. Mà A Nguyên cùng A Lăng mấy cái lưu dân hài tử, là biết Kiều Ngô đồng đây là ở chiếu cố bọn họ muốn cho bọn họ tâm vô gánh nặng ăn đến ăn ngon khóe miệng cũng không tự chủ được lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười ngô đồng tỷ thật là thực ôn nhu thực ôn nhu người a a nguyên cùng a lăng nhìn nhau liếc mắt một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kiên định đúng là bởi vì như vậy bọn họ mới muốn càng thêm mau lớn lên hảo hảo bảo hộ ngô đồng tỷ a các huynh đệ theo ta đi chúng ta hướng bên kia hướng a kiều ngô đồng cùng một cái đại hài tử giống nhau không có hình tượng mang theo bọn nhỏ hướng phòng bếp tiểu đội phương hướng tiến lên. Mấy cái hài tử đi theo nàng phía sau chi oa gọi bậy, hoặc nhìn vui sướng thực, một chút đều không có chạy nạn căng chặt cảm. Hạ khê thôn những người khác nhìn đến bọn họ như vậy, ban đầu căng chặt cũng không tự giác tiêu tán mất không ít. Thật tốt a. À. Chương 179 ta có thể chính mình kiếm bạc nha. Kiều Ngô Đồng dẫn người quá khứ thời điểm, chuyên môn đằng ra tới một mảnh trên đất trống, bị phân phối đến nấu cơm này một tổ người đang ở bận rộn các nàng đều là quen tay, đối với trong phòng bếp việc thượng thủ lên phi thường mau. Ở biết kiều ngô đồng là lại đây cấp mấy cái hài tử lộng điểm ăn ngon, lập tức liền gật đầu đồng ý xuống dưới, làm nàng chính mình đi nguyên liệu nấu ăn bên kia chọn lựa, cũng cố ý chọn lúc trước các nàng gia nồi cho nàng. Có quen thuộc công cụ, hơn nữa kiều ngô đồng thường thường từ không gian kho hàng bên trong nhập cư trái phép một ít gia vị gì đó ra tới, này bữa cơm mấy cái hài tử ăn đều là phi thường vừa lòng. Hạ khê thôn chạy nạn đội ngủ, cũng ở thôn trưởng cùng kiều ngô đồng an bài hạ hướng biên thành phương hướng hành tẩu này một đường đi tới thiếu thủy nguy cơ đã cải thiện rất nhiều chỉ là bạc càng ngày càng ít vấn đề bãi ở kiều ngô đồng trước mặt ngô đồng a chúng ta trong tay còn có bao nhiêu bạc a thông trưởng có chút thấp thỏm mở miệng sợ kiều ngô đồng hiểu lầm chính mình là ham nàng bạc cuốn quyết giải thích nói ta chính là nghĩ chúng ta lúc trước mua đồ vật hoa không ít bạc ngươi xem chúng ta hiện tại mọi người chuyện gì đều cùng nhau liền tưởng nói bạc có thể hay không cũng tiến đến cùng nhau càng nói thôn trưởng thanh âm càng nhỏ hiển nhiên chính mình cũng minh bạch hắn vừa mới mở miệng dò hỏi có chút quá mức đường đột kiều ngô đồng cũng không biết nên nói như thế nào chính mình đỉnh đầu còn có bao nhiêu bạc nàng lúc trước đem mua sắm việc kế tiếp chủ yếu là vì đem chính mình không gian trung lương thực đưa đến mọi người trong tay khi bạc nàng khẳng định là không có thu chính mình nhưng nàng đã quên lúc ấy chính mình cùng thôn trưởng bọn họ nói nhiều ít bạc bởi vậy lúc này thôn trưởng dò hỏi thời điểm nàng ngây người. Cũng chính là bởi vì nàng ngây người, làm thôn trưởng cho rằng Kiều Ngô đồng sinh khí, lời nói liền càng thêm nói không được nữa. Kiều Ngô đồng thực mau phục hồi tinh thần lại, nhìn đến thôn trưởng quẩn cảnh, vội vàng mở miệng nói, "Xin lỗi thôn trưởng, ta vừa mới suy nghĩ chuyện khác, không có lo lắng ngươi hỏi sự tình." Bạc ta nơi này còn có, mọi người bên kia phỏng chừng cũng không nhiều ít, vẫn là không cần mở miệng nói chuyện này. Bằng không đại gia còn tưởng rằng chúng ta muốn làm gì đâu. Đúng đúng đúng. Ngươi nói có đạo lý, kia. Chỉ có thể phiền toái ngô đồng ngươi chống một chút. Thôn trưởng mặt già một trận đỏ bừng, vì chính mình nói ra những lời này cảm giác cảm thấy thẹn. Bọn họ nhiều người như vậy đội ngũ, cuối cùng thế nhưng muốn dựa một cái nữ oa oa tới hỗ trợ. Nhìn thôn trưởng như vậy, kiều ngô đồng nháy mắt minh bạch hắn băng khoăn, hơn nữa hiện tại lưu lại người đều là cái loại này tam quan tương đối chính người. Vốn dĩ dùng kiều ngô đồng bạc đã thực làm cho bọn họ cảm thấy không quá thích hợp, tuy nói nàng nói làm mọi người định cư lúc sau trả lại cho nàng nhưng dọc theo đường đi đều phải triều kiều ngô đồng duỗi tay muốn bạc hiển nhiên không phải bọn họ muốn kỳ thật chúng ta có thể chính mình nghĩ cách kiếm bạc nha kiều ngô đồng cười nói phía trước ta liền tưởng nói chúng ta hiện tại chạy ngược chạy xuôi kỳ thật có thể đem chạy thương sự tình làm lên có chút đồ vật ở chúng ta phía nam xem như tương đối tiện nghi nhưng là phía bắc bên kia liền tặc hiếm lạ giá cả rất cao chúng ta có thể lộng điểm mấy thứ này mang qua đi phương Bắc bán, như vậy mọi người cũng có thể chính mình kiếm điểm. Khi chúng ta mua điểm gì? Thông trưởng bị Kiều Ngô Đồng nói điếu khởi hứng thú, liên tục truy vấn. Cái này, nói đến cái này, Kiều Ngô Đồng có chút mắc kẹt, nàng chỉ là biết lưỡng địa có chút đồ vật phân biệt giới, nhưng là cụ thể là thứ gì, nàng cũng không biết qua. Bất quá nàng thực mau liền nghĩ đến trưởng quầy, hắn kinh doanh một nhà nhân trích, tiếp đãi khách thương tương đối nhiều, khẳng định biết những người này bình thường mang hàng hóa, tìm hắn tới hỏi hạ, hẳn là là có thể rõ ràng. Vì thế trưởng quầy thực mau đã bị hô qua tới, mới vừa lộng minh bạch cụ thể tình huống, hắn liền phải đối mặt mấy song sáng lấp lánh đôi mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút vô thố. Kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm, hắn cuốn quyết xua tay giải thích chính mình không đủ, ta lúc trước không có rất tinh tế hiểu biết phương diện này sự tình, cũng liền biết một cái đại khái. Bất quá mua một ít trà bánh, tơ lộ mang theo, tổng sẽ không làm lỗi. Này hai kiện đồ vật đều là phía bắc bán giới tương đối ngẩn cao. Đến bên kia, chúng ta còn có thể chọn mua chút gia lông, lão tham linh tinh, này đó đưa tới Quảng Lăng phủ bên kia, qua tay chính là một tuyệt bút bạc. Thông trưởng nghe trưởng quầy miêu tả liền hô hấp một trận dùng dập, vội vàng nói, kia nếu không, chúng ta liền mua này đó. Ta đây liền đi đem người trong thôn triệu tập lại đây, làm mọi người cùng nhau ra bạc. Ngài đừng có gấp a. Này hai dạng đồ vật tuy nói không tồi, nhưng kia giá cả cũng rất không tồi, hơn nữa không có thích hợp chọn mua địa phương nói, giá cả sẽ tương đối cao. Như vậy, chờ đến tiếp theo cái thành thị, ta qua đi nhìn xem, xem có thể hay không tìm được mấy cái người quen. Chưởng quầy nhìn thoáng qua Kiều Ngô Đồng, nghĩ đến lúc trước thủ tính phân phó, vội vàng đem chính mình biết đến đồ vật đều nói ra, xem như ở tỏ lòng trung thành. Đáng tiếc chính là, Kiều Ngô Đồng căn bản liền không biết hắn này những tiểu tâm tư, chỉ tưởng thủ tính đi phía trước phân phó cũng không có để ý, còn ở cuối đầu suy tư, rốt cuộc hạ khê thôn nhân thủ bạc bản thân liền không nhiều ít, nàng nhiều ít trong lòng cũng là hiểu rõ. Chưởng quầy nói này hai dạng đồ vật xác thật là không tồi, nhưng là giá cả cũng rất đẹp, chỉ sợ hạ khê thôn nhân thủ cũng không có nhiều như vậy bạc. Nên như thế nào lộng, mới có thể làm cho bọn họ trong tay bạc nhiều một chút đâu. Kiều ngô đồng cúi đầu trầm tư, đột nhiên nghĩ tới nàng lúc trước làm ra tới son dưỡng môi còn có son môi, mấy thứ này, ở không ít thành thị, hẳn là đều thực hảo bán nguyên vật liệu tuy nói thoáng quý một ít, nhưng cũng cũng không khó thu hoạch, hơn nữa nàng trong không gian bản thân còn độn một đám tài liệu vô dụng xong, cũng có thể lấy ra tới trước làm một ít làm mọi người nhìn đến hy vọng. Thông trưởng, trước không vội mà đi hỏi mọi người muốn bạc. Ta này có cái chủ ý, ngài nghe một chút xem Kiều Ngô Đồng đem ý nghĩ của chính mình chậm rãi nói tới. Ở nghe được Kiều Ngô Đồng tưởng đem chính mình lúc trước kiếm bạc tay nghề dạy cho mọi người, thông trưởng lập tức lắc đầu, không được không được, Ngô Đồng A, ngươi như thế nào có thể như vậy thành thực mắt nhi? Đem chính mình kiếm bạc bản lĩnh đều dạy cho người khác đâu. Ta biết ngươi tâm hảo, tưởng giúp đoàn người vội, chính là đây chính là ngươi an cư lạc nghiệp bản lĩnh, này dạy cho người khác, về sau các ngươi nương hai như thế nào quá. Kiều Ngô Đồng không nghĩ tới thôn trưởng cũng chưa nghe xong, liền bắt đầu lắc đầu, bật cười nói, thôn trưởng, ngài nghe ta nói xong. Này son dưỡng môi chế tác lên vốn là tương đối đơn giản, lúc trước ở huyện thành thời điểm, đã bị người bắt trước. Hơn nữa thứ này ta vốn là dạy cho Ngọc Nhan Hiên người, lúc ấy cũng cầm một bút bạc, bất quá ta cùng Ngọc Nhan Hiên chủ nhân nói, ta còn là có thể tiếp tục bán cái này son dưỡng môi. Hiện tại vốn chính là đặc thù thời kỳ, ngươi liền tính là đi tìm mọi người muốn bạc, đại gia cũng không nhiều ít. Còn không bằng nghe ta, đại gia trước lấy ta bên kia tài liệu luyện luyện tập, kiếm được bạc tiếp tục mua tài liệu, chúng ta liền như vậy một đường đi, một đường bán son dưỡng môi, kiếm được bạc liền mua tài liệu cùng trà bánh gì đó, Đến lúc đó đại gia cùng nhau kiếm bạc, không phải càng tốt. Chương 180 ngươi đây là cái gì đầu óc. Cuối cùng, thôn trưởng vẫn là không có thể nói quá Kiều Ngô Đồng, bị Kiều Ngô Đồng khuyên phục, đáp ứng rồi nàng biện pháp này. Chỉ là thôn trưởng cũng không có hoàn toàn đồng ý Kiều Ngô Đồng ý tưởng, mà là làm hạ khê thôn nhàn rỗi người đều lại đây Kiều Ngô Đồng bên này hỗ trợ, hơn nữa chỉ đồng ý Kiều Ngô Đồng cấp này đó hỗ trợ người một ít vất vả phí tuyệt không đồng ý kiều ngô đồng tưởng đem này phê son dưỡng môi bán lúc sau lợi nhuận cho đại gia hỏa nhi ý tưởng ngô đồng a ta biết ngươi tâm hảo nhưng là tâm hảo cũng muốn có cái hạn độ ngươi này đem chính mình tay nghề dạy cho đại gia vốn chính là có hại này còn chuẩn bị lấy chính mình tài liệu cho đại gia hỏa nhi luyện tập được bạc ngươi còn tưởng cho đại gia phân ngươi đây là cái gì đầu óc Thông trưởng hầm hừ chọc chọc kiều ngô đồng đầu nhỏ không nhịn xuống phun tàu kiều ngô đồng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bởi vì chuyện này bị thôn trưởng giáo dục vội vàng xua tay giải thích thôn trưởng người hiểu lầm ta nơi nào có như vậy nhiều thánh mẫu tâm bất quá là mấy thứ này đều là lúc trước ngọc nhan hiên đưa tới ta còn không có dùng xong lúc này mới nghĩ làm đại gia luyện tập thôi đến nỗi mặt sau nói bán bạc mọi người cùng nhau phân kia cũng là nghĩ có chút nhân gia khả năng đỉnh đầu đã không có bạc ngài nói là mọi người đều ra điểm bạc lúc sau ấn ra bạc phân bán đi tiền khi không phải làm thật nhiều nhân gia tuyệt kiếm bạc biện pháp sao, ta mới nghĩ nếu không bên này phân điểm quá khứ. Bởi vì trong không gian tồn không ít đồ vật, vẫn luôn đặt ở kho hàng bên trong không dùng được, kiều ngô đồng cũng cảm thấy lãng phí. Hạ khê thôn người vẫn luôn đều đối kiều ngô đồng khá tốt, này đó chính mình chướng mắt đồ vật có thể giúp đỡ không ít người vội, kiều ngô đồng vẫn là thật vui mừng. Nhưng là sau khi nghe xong thôn trưởng như vậy vừa nói, kiều ngô đồng tức khắc cũng hiểu được, tuy rằng nàng là hảo tâm, nhưng là này đó hảo tâm quá nhiều dư lại hạ khê thôn thôn người đều là tam quan phi thường bình thường. Nàng cấp tặng quá nhiều, sẽ làm bọn họ tâm lý gánh nặng tăng thêm. Chuyện này a à, như vậy, đến lúc đó ta làm cho bọn họ không có bạc người trước lại đây hỗ trợ, như vậy không phải được rồi sao? Thôn trưởng ảo não chính mình thế nhưng không nghĩ tới tầng này, lập tức suy nghĩ cái bổ cứu biện pháp. Hai người thương lượng thỏa lúc sau, liền từ thôn trưởng đi thông tri các gia các hộ, đợi khi tìm được thích hợp người, ngày mai liền đến Kiều Ngô Đồng bên này bắt đầu bận việc lên. Người trong thôn ở biết thôn trưởng cùng Kiều Ngô Đồng tính toán lúc sau, quả nhiên rất là lo lắng, như vậy có thể hay không đoạt Kiều Ngô Đồng việc. Từng cái đều lại đây tìm Kiều Ngô Đồng, khuyên nàng từ bỏ cái này ý tưởng. Kiều Ngô Đồng lại không ngừng an ủi bọn họ, đem lúc trước cùng thôn trưởng nói luận điệu đều nói một lần. Hơn nữa giải thích nói, bản thân cái này biện pháp liền đơn giản, các ngươi học xong cũng không có gì. Nói nữa, Đến lúc đó chúng ta yên ổn xuống dưới, toàn bộ thôn người đều làm này đó, chúng ta còn có thể đại phê lượng cấp cửa hàng bên trong cung hóa, khi cửa hàng nhân tài sẽ không nghĩ từ chúng ta trong tay đem phương thuốc cướp đi, mọi người đều có thể kiếm bạc, thật tốt. Nghe Kiều Ngô Đồng như vậy vừa nói, người trong thôn lúc này mới gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, cuối cùng có mười mấy gia đỉnh đầu không có bạc, trước lại đây Kiều Ngô Đồng bên này, giúp đỡ Kiều Ngô Đồng bắt tay đầu về điểm này tài liệu dùng xong. Bởi vì xe bò thượng không gian bản thân liền không lớn, hơn nữa lúc trước dọn đi rồi không ít lương thực kiều ngô đồng cũng không dám từ trong không gian lấy ra quá nhiều tài liệu ra tới chỉ là lấy ra có thể làm hai ba trăm chi tài liệu ra tới cũng là nguyên nhân này kiều ngô đồng cũng không có đem những cái đó trang son dưỡng môi chai lọ vại bình lấy ra cũng may trong thôn vẫn là có không ít người tài ba đang nghe kiều ngô đồng tự thuật nói phía trước nàng ngay từ đầu là dùng tiểu hộp gỗ cẩn thận dò hỏi một chút cái kia hộp gỗ đại khái bộ dáng không bao lâu Kiều Ngô Đồng bên kia liền thu được không ít bộ dáng mới tinh tiểu hộp gỗ. Này đó tiểu cái hộp gỗ mặt còn có các màu khắc hoa, mỗi một cái hộp gỗ đều bị ma thực bóng loáng, một thứ hoàn toàn không có. Kiều Ngô Đồng không nghĩ tới mọi người động thủ năng lực nhanh như vậy, hỏi rõ ràng là ai làm lúc sau, đánh nhịp định ra tới cấp cái này tên là Lưu Quốc Khánh nam nhân một cái hộp gỗ tam văn giá cả. Không không không, Ngô Đồng, ngươi cái này bạc ta không thể muốn. Lưu Quốc Khánh không nghĩ tới chính mình làm như vậy cái hộp gỗ thế nhưng còn có bạc có thể lấy, cúng quyết xua tay. Làm hộp gỗ đầu gỗ đều là ta từ ven đường nhặt, ngươi muốn này những hộp gỗ căn bản là không uổng cái gì công phu. Lúc trước nhà của chúng ta không có lương thực, đều là dựa vào ngươi cho chúng ta lương thực sống sót. Ngươi hiện tại có phiền toái, chúng ta hỗ trợ là hẳn là, như thế nào có thể muốn ngươi bạc đâu. Khi không được, lại như thế nào đơn giản cũng là ngươi cực cực khổ khổ làm được hơn nữa có ngươi cái này hộp gỗ chúng ta mới có thể đem đồ vật giá cao bán đi này đó bạc cũng không phải ta cho ngươi là cửa hàng bên trong tính bạc thời điểm sẽ tính thường nếu không có ngươi cái này hộp gỗ chúng ta làm được đồ vật không địa phương phóng tùy tiện tìm cái giấy dầu bao bao lên khi giá cả đã có thể khác nhau như trời với đất kiều ngô đồng giải thích nửa ngày mài rách môi mới làm cái này lưu quốc khánh tin tưởng nàng nói đóng gói đối một kiện thương phẩm ảnh hưởng miễn cưỡng nhận lấy những cái đó bạc lưu quốc khánh vỗ bộ ngực tỏ vẻ chính mình trở về liền tiếp tục làm hộp gỗ nhất định sẽ ở các nàng đem cái này sau môi làm ra tới phía trước toàn bộ chuẩn bị cho tốt nói xong lưu quốc khánh hứng thú vội vàng trở lại chính mình xe đẩy tay mặt trên bắt đầu bận việc vì cái này việc hắn thậm chí đi tìm thôn trưởng thương lượng đem lúc trước tuần tra nhiệm vụ đều cấp đẩy cũng may thôn trưởng cũng là biết kiều ngô đồng bên này sự tình vội vàng gật đầu đồng ý lưu quốc khánh yêu cầu nhìn đến lưu quốc khánh rời đi kiều ngô đồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cuối cùng là đi rồi này nếu là lại không đi ta là thật sự không biết nói cái gì cho phải chưởng quầy ở bên cạnh buông xuống đầu không dám hé răng hắn kỳ thật lộng không rõ cái này tân chủ tử ý tưởng vì cái gì nhất định phải đối hạ khê thôn này đàn không có gì dùng người như vậy hảo đâu bất quá là một đám tùy thời có thể vứt bỏ thôn dân thôi đối bọn họ như vậy hảo vạn nhất làm cho bọn họ sinh ra cái gì không tốt tâm tư chẳng phải là sẽ hại chính mình Ta bên này không có gì chuyện này, ngươi đi về trước đi. Chờ ta cái này son dưỡng môi chuẩn bị cho tốt, ta cùng ngươi cùng đi tiếp theo cái thành thị đem nó bán đi ra ngoài. Kiều Ngô Đồng quay đầu nhìn đến trưởng quầy còn ở, nghĩ phía chính mình cũng không có gì chuyện khác, liền ám chỉ người này rời đi. Trưởng quầy nhiều không khéo một người, nghe hiểu nàng ý tứ, cũng chưa nói cái gì, thành thành thật thật rời đi Kiều Ngô Đồng xe bò. Tất cả mọi người rời đi lúc sau, Kiều Ngô Đồng lúc này mới trở lại xe bò mặt trên duỗi người nhưng đem nàng mệt chết hai ngày này không chỉ có muốn dạy dỗ các nàng như thế nào chế tác cái này son dưỡng môi còn nếu muốn làm tốt son dưỡng môi muốn phóng tới nơi nào cũng may hôm nay sự tình đều giải quyết nàng cũng rốt cuộc có thể nhẹ nhàng một chút lần sau lần sau nhất định không thể đem sở hữu chuyện này đều ôm ở chính mình trên người mệt quá mệt mỏi